Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng của đầu một tuần mới ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Cổ Nguyệt để chúng ta đi tiếp hành trình của hai cậu sinh viên Điền và Đô, luôn chạm mặt những thế lực tâm linh trong hành trình cuộc sống của mình. Và từ đó hai cậu chọn cái nghiệp viết nên những tác phẩm truyện ma. Với ba tập truyện trước của series chúng ta đã nghe là Bàn Cầu Cơ Giải Oán, Nghịch Thiên Cải Mệnh và Thủ Nghiệp Độ Vong. Và ngày hôm nay Cổ Nguyệt sẽ đem đến phần thứ tư, Ngải Hoàng Sinh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Nè nè, tránh ra bớt giùm cái coi. Cái gì mà bu bu cho như rượu bu hột xài vậy? Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu. Nè. Tiếng của một người đàn ông mặc áo bảo vệ vang lên ở phía bên ngoài phòng bệnh của ông cửu, làm cho ông đang mơ màng cũng phải giật mình ngồi nhổm dậy. Bị ở đây cũng chỉ là bệnh viện thuộc thị trấn, cho nên toàn là phòng tập thể, chứ đâu có mấy cái phòng dịch vụ như ở bệnh viện lớn trên tỉnh, nên nó có phần hơi xô bồ. Người bệnh cũng như người không bệnh, mà người không bệnh ở riết có khi thành bệnh lúc nào không hay. Dân ở đây họ quen rồi, cho nên kệ, đâu có thèm ý kiến làm gì. Bà Ba Bèo nhìn thấy ông cửu ngồi dậy, mặt mày nhăn đùm, thì liền chồm tới chộp lấy cánh tay của ông, giật mạnh xuống rồi nói: "Trời ơi anh hai, sao ổng nằm đi, tự nhiên ngồi chi vậy?" Ông hai nhướng hai con mắt lên mệt mỏi nhìn bà, chán nản trả lời: "Nè cô ba, tôi nói thiệt nha, không mấy cô về trống đi, rồi tôi kêu con Huệ hay thằng Đô ra đây ở với tôi được rồi. Chứ cô mận cái kiểu này á, chắc qua Tết tôi mới xuất viện được quá." Bà ba nghe xong mới chợt nhận ra vừa rồi mình có hơi mạnh tay. Bà cười hề hề nhìn ông cửu nói: "Thôi tôi quên mà, anh mà biểu tôi về là tôi buồn dữ lắm. Với lại con Huệ nó mắc coi nhà coi vuông tùm lum, đâu có rảnh đâu mà chăm anh. Thôi anh ngồi đây nghỉ đi ha, để tôi chạy ra ngoài kiếm cái gì mua cho anh ăn. Chờ tôi chút nha." Vừa nói xong, bà đã đứng lên, xỏ đôi dép nhựa kéo lê trên nền gạch tàu, nghe lẹt phẹt bước ra bên ngoài. Ông cửu ngồi ở trên giường, nhìn theo cái tấm lưng u dị cùng với thân hình ba dòng đều một cỡ của bà ba, mà thầm nghĩ trong đầu: cũng may là ông không có chịu ưng bả, chứ không thôi nửa đêm giật mình thức giấc lại tưởng đâu còn đang nằm ở ngoài rừng, còn bên cạnh là một con voi ma mút đã tuyệt chủng từ lâu đời, thì chắc có khi ông cũng bị nhồi máu cơ tim mà thăng thiên bất tử lâu rồi. Ông cửu vừa nghĩ vừa khẽ lắc đầu, như muốn xua đi cái hình ảnh của bà ba bèo ra khỏi tâm trí mình. Thì hai thằng Điền Đô bất thình lình xuất hiện. Thằng Điền hồ hởi chìa ra cái bịch nước mía vàng ống đưa cho ông cửu, đoạn nhe răng ra cười nói tỉnh bưng: "Mày khỏe chứ mày? Làm hớp nước mía cho thơm rau đi mày, con mới mua ngoài cổng á." Thằng Đô cũng cạn lời, nó đưa tay giật lại bịch nước mía rồi nhìn Điền mà chửi: "Cái thằng áo này, ông ngoại bị tiểu đường đó, mày nghĩ sao mà kêu nước mía vậy?" "Ồ vậy hả? Thì phải nói mới biết chứ. Mày có hỏi đâu mà nói. Mày thấy thì tự nói đi, còn đại hỏi hay gì?" Ông cửu lúc này mới khoát tay, tỏ ý bảo hai thằng thôi đừng có cãi lộn. Khuôn mặt của ông xám xịt một màu, đoạn nhìn lần lượt hai thằng rồi chậm rãi nói: "Tụi bay vô đây thăm tao hay là vô ám tao vậy? Một người đã mần mệt rồi, bây giờ thêm tụi bay á, chắc tao nằm luôn trong bệnh viện khổ dìa quá." "Ủa bà gì đâu rồi ngoại?" Ông cửu hất hàm ra phía cửa: "Đi mua cái gì đó rồi không biết,
mà ăn lát mày về trỏng á, nói má mày ra đây đổi cà với bà đi. Chứ tao là tao không có ở nổi với bà rồi đó. Ôi, ta nói đờn bà cái gì mà ngủ ban đêm ngái như kéo đờn cò. Bà ngái mà riết tao mắc cỡ với người ta luôn. Bị người ta tưởng bà vợ tao không đó. Thằng Đô bật cười ha hả. Nó kéo cái ghế ngồi sát bên cạnh giường của ông ngoại, nheo mắt tinh nghịch nhìn ông, rồi trêu chọc. Hồi ơi, thì hồi đó giờ á, bà dì đi đâu mà không tự giới thiệu là bà ngoại kế của con đâu. Cả xóm ai cũng biết mà. Chứ không thì bà dì đâu có rảnh mà xung phong vô đây chăm ngoại. Người ta nói đó là sức mạnh của tình yêu á. Thằng Điền lúc còn ở nhà đã nghe qua cái câu chuyện tình cảm lạnh, cảm động này. Bà Quệ kể, bà Ba Bèo vốn sống một mình, không chồng không con từ hồi con gái cho đến tận bây giờ. Hai nhà chỉ cách nhau một cái dậu mồng tơi xanh rừng, còn hai người thì sống giữa cô đơn. Cho nên bà Ba mới đem lòng trót thương ông cửu kể từ khi ông mới về ở đây. Lúc đó thì bà Huệ, mẹ của thằng Đô, hãy còn nhỏ xíu. Thấy ông tình cảnh gà trống nuôi con, cho nên bà Ba mới mũi lòng, hàng ngày qua lại tới lui giúp đỡ, rồi dần dần nảy sinh tình cảm khi nào không hay không biết. Nhưng chỉ là tình cảm đơn phương, yêu từ một phía, chứ lòng của ông cửu thì đã nguội lạnh từ lâu. Mà chính xác hơn là chắc kể từ cái lúc vợ của ông qua đời, ông chỉ biết sống vì con gái, cho tới khi bà Quệ lấy chồng rồi đẻ ra thằng Đô. Nhưng rồi chẳng may chồng bà bạo bệnh mất sớm. Vậy là kể từ đó, ông cửu lại dành thêm tình yêu thương cho đứa cháu ngoại. Đối với bà Ba Bèo, dù đã đơn phương ông cửu suốt hơn mấy chục năm ròng, hy sinh cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, ấy vậy mà ông cũng có đối hoài gì tới bà đâu. Nghĩ cũng tội, nhưng chuyện tình cảm mà, không duyên không phận, thì dù cho có ở gần cũng không thể nào miễn cưỡng. Nhất là khi con tim không thể rung động, thì dẫu có cố gắng gượng ép, hay thậm chí là có dán keo 502 vô, vẫn bị tuột ra như thường. Thằng Điền lúc này cũng ngồi phịch xuống giường. Nó nhướng cặp chân mày ngang như cua, nhìn ông cửu cười cười nói: hay là hốt đại đi ông ngoại. Chứ còn nghe nói hình như bà dì vẫn còn trinh, biết đâu cuối đời gặp lan, ông ngoại trẻ khỏe ra rồi sao? Thằng Đô vỗ tay tán thành, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị ông cửu trừng mắt nạt: tụi bay bớt nói tào lao đi, để bà mà nghe bà tưởng thiệt á, chắc tao chết sớm à. Hai thằng khoái chí nhìn nhau cười, không biết là tụi nó vô đây thăm bệnh hay là hành người bệnh nè. Đang lúc nói chuyện rơm rã thì bỗng đâu ở bên ngoài cửa phòng có tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân người chạy sầm sập, còn có cả tiếng khóc thét kêu tên của một người nào đó nghe vang động lên. Thằng Điền giống bản tính nhiều chuyện, liền ngóng cổ ra nhìn. Thằng Đô cũng làm theo. Chỉ có ông cửu là vẫn bình thản như không, bởi ở đây nghe nhiều riết quen rồi. Ông vừa hớp một ngụm nước, vừa bâng quơ nói: ôi, đời là cõi tạm, khi tới số thì phải đi thôi, chứ kiều là ít lợi gì. Đột nhiên thằng Điền đứng vụt dậy, nó lao nhanh ra cửa, dán mắt sát vào trong ô kính, đoạn quay lại ngoắt thằng Đô lia lịa rồi nói khẽ: lẹ mày, hình như có giông. Thằng Đô cũng vội chồm tới, nó giật lấy sợi dây chuyền ở trên cổ của Điền rồi để cao lên ngang tầm mắt, thì quả thật nó nhìn thấy có rất nhiều giông ma, mà toàn là những giông ma trong cái hình hài kinh dị đang dí theo chiếc băng ca khiêng cán bệnh nhân. Hình như là một người bị tai nạn, vì nó thấy toàn thân đều là máu. Thằng Đô bất giác rùng mình, nó cầm chắc miếng đá gia truyền trong tay, đôi mắt khẽ nheo lại, nói nhỏ với Điền: chắc là ông nội này hồi đó đốt nguyên cái nghĩa địa hay gì, nên bây giờ luôn cả một tập đoàn giông ma tới đưa tiễn. Thì ghê quá,
Nhưng Điện còn chưa kịp trả lời thì ở phía sau lưng của hai thằng bỗng vang lên giọng nói ông cửu, âm điệu trầm thấp kéo dài. Chuyện nhân quả ở đời, có thấy cũng đừng nên can thiệp. Biết nhiều hại nhiều, không phải cái nào cũng tốt đâu. Hai thằng giật mình quay lại. Tụi nó cũng hiểu câu nói đầy ngụ ý của ông ngoại, nên thôi không muốn xem nữa mà quay trở vào giường. Bà Ba Bèo lúc này từ ở ngoài cửa bước vô, trên tay còn cầm theo cái bịch gì đó. Bà vừa nhìn thấy hai thằng liền tươi cười sợi lỡi. Hai đứa ra hồi nào vậy? Ăn uống gì chưa con? Bà dì có mua cá viên chiên với xúc xích nè, hai đứa ăn chung với ông ngoại cho vui. Hai thằng lễ phép cúi đầu chào bà. Đô cười tươi rói bởi nó cũng mến bà Ba lắm. Dạ con ăn rồi. Mà ông ngoại con biểu con đi kiếm bà dì nãy giờ, thấy bà dì đi lâu ông ngoại lo đó. Ông cửu thừa biết cái thằng quỷ này lại đâm thọc, ý đồ gán ghép, nên liền trừng mắt với nó. Điền đứng kế bên hiểu ý bạn, cũng chỏ mỏ vô nói thêm. Trời ơi, ông ngoại con còn tính phát loa đi kiếm bà dì á, thân gái dặm trường mà. Bà Ba Bèo nghe vậy thấy sướng rơn trong bụng, mới lẹt vẹt lết đôi dép đi tới bên ông cửu, hồ hởi chìa ra cái bịch cá viên chiên. Cái miệng còn dính bã trầu bởm bẻm. Chữ ác không? Đó giờ mới thấy anh lo cho tôi à. Nè ăn đi. Cái thằng bán nó biểu xúc xích này là xúc xích đức, ăn bổ lắm à. Ông cửu khẽ nhăn mặt tính không ăn, nhưng mà sợ cái miệng bà Ba, bà lại lải nhải nghe nhức đầu lắm, nên thôi cũng đành cầm lấy cắn đại một miếng. Bà Ba mỉm cười vui như Tết, đoạn quay sang hai thằng Điền Đô mà kể lể. Ta nói hàng, ông ngoại tụi bay y như con nít vậy đó, thân bệnh mà kén ăn dữ lắm. Tao phải năn nỉ ổng, lo cho ổng còn hơn lo cho cha má tao hồi xưa nữa. Vậy mà ổng còn chưa chịu tao. Ừ, chắc ổng chê tao già. Thằng Điền tự nhiên chồm lên nói tỉnh bơ. Không phải, cái này là ông ngoại có tâm sự với con rồi. Ngoại không phải chê bà dì già đâu, ngoại chê bà dì xấu á. Nó vừa dứt lời thì cả ba còn lại đều đứng hình đi. Điền mới ngẩn ra, nó thấy hình như có cái gì đó sai sai. Ờ, không phải, ý con là... Ông cửu nổi quạo, mặt đỏ bừng, hất hàm nhìn hai thằng. Thôi tụi bay lượn đi cho nước nó trong. Còn thằng Đô, về trống nhớ nói với má mày y lời tao. Về hết đi, tao mệt rồi, tao cần nghỉ ngơi. Hai thằng nhìn nhau hiểu ý, vì tụi nó thấy hình như ông cửu đang dỗi rồi, cho nên mới cố nén cười rồi vội vàng rút lui trong êm đẹp. Ra tới ngoài hành lang bệnh viện, Đô đang đi ngon lành thì đột nhiên khựng lại. Nó nhìn chăm chăm vào trong cái dải ghế dài đang có một người đàn ông lớn tuổi ngồi ho lên lụ khụ. Điền cũng nhìn theo, nó nhướng mày hỏi: Mày nhìn gì? Đô không trả lời, nó cứ nhìn miết với gương mặt đang biểu hiện rất là có vấn đề. Sao? Có chuyện gì? Có một dòng nữ đang đứng kế bên ông già đó, nó cứ lượn qua lượn lại, lượn tới lượn lui, y hệt như đang chách in con mồi vậy đó. Thằng Điền nóng ruột, vội giật lấy miếng đá gia truyền khai thiên nhãn, thì quả thật nó cũng nhìn thấy có một dòng hồn của một người con gái còn rất trẻ, trên người mặc bộ đồ cõi âm, làn da cô ta trắng nhợt, quần mắt cũng trũng sâu thâm xì, như kiểu bị thiếu ngủ vì phải chạy deadline. Cô ta còn bay qua bay lại nhìn ông già, miệng mấp máy nói cái gì đó, nhưng có lẽ ông già không nghe thấy, chỉ ngồi trên ghế mà ho liên tục. Thằng Điền vừa định chạy tới đó thì đã bị Đô níu lấy áo lôi lại. Mày thích làm gì?
thì cứu người chứ làm gì. Mày không thấy ông đang bị ma ám hả? Không có được. Mày quên lời ngoại nói rồi sao? Chuyện nhân quả báo ứng ở đời, có trông thấy cũng coi như không thấy đi. Huống hồ chi còn chưa biết con ma nữ đó là giọng hiện hay giọng dữ nữa. Điền thoáng đăm chiêu, thấy thằng bạn mình nói có lý nên mới gật gù đứng yên lặng quan sát thêm, rồi quay qua lên tiếng. Ê, lạ thiệt á, cái giọng đó hình như đang cố nói chuyện với ông già kia mày. Hay là người thân của ông à? Ai biết. Thôi về đi, trưa rồi, về còn cơm nữa, đói bụng thế mẹ. Ê, từ từ, để coi sao đã. Cái này mới gọi là đỉnh của chớp, để miêu tả thực tế để dứt chuyện nè. Ê, sao cái tụi này lại xuất hiện ban ngày được vậy? Vong hồn hay ma quỷ, nếu mà để giải thích ở khía cạnh khoa học thì nó là một dạng sóng âm yếu, một thứ năng lượng không đủ mạnh để mắt thường có thể thấy được vào ban ngày. Vì ban ngày có rất nhiều thứ khác mang từ trường mạnh hơn áp chế nó, thí dụ như ánh sáng mặt trời, thiết bị điện tử, hay đơn giản chỉ là hơi thở của người còn sống thôi. Cái vấn đề ở đây là nó vẫn luôn tồn tại, vẫn quanh quẩn, vẫn là một dạng năng lượng của thật. Khái niệm ma quỷ xuất hiện vào ban đêm chỉ là do dân gian truyền tụng lại thôi, chứ nó tồn tại full time. Tại mày không thấy được đó chứ. Giống như là mặt trăng hay là ngôi sao vậy đó. Đó là những hành tinh vẫn đang tồn tại ở ngoài kia, nhưng mà cớ sao chỉ vào ban đêm mình mới thấy được? Thì ma quỷ cũng y chang. Nhưng mà khác một chút là nhằm mấy cái giờ mà âm hành nhiều thì người ta dễ thấy hơn. Thí dụ như là giữa trưa hoặc là tầm 3 giờ sáng. Điền nghe Đô giải thích một thôi một hồi, nó nghệt mặt, vô tri hỏi. Ủa, vậy sao tao thấy được nè? Mày đang cầm cái gì trên tay đó? Điền lúc này mới nhớ ra miếng đá gia truyền có sức mạnh tâm linh vô đối. Liền gãi đầu cười trừ, rồi nói ừ ha. Hình như càng ở đây lâu, Điền lại càng học được cái cách nói chuyện giống y đúc của người dân miền Tây. Nó nói nhiều và hay tới mức lắm khi thằng Đô cũng quên luôn nó là người thành phố. Đô phải tay. Thôi vậy, từ giờ trở đi mày sẽ còn nhìn thấy nhan nhãn, thắc mắc gì cho mệt. Vừa nói xong, Đô đã nhanh chân bước dọc theo dãy hành lang đi thẳng. Điền quýnh quán chạy theo, nhưng vừa chạy vừa tiếc nuối, cố ngoái lại nhìn hồn ma cô gái kia múc chỉ, tới mức đâm sầm vào cây cột bê tông ở bên ngoài cổng chính bệnh viện. Nó đau quá liền đứng phắt dậy, ôm lấy mặt mình mà chửi đổng. Má nó, bệnh viện quần đùi gì mà như cái lỗ mũi người ta vậy? Thằng Đô quay lại cười nửa miệng. Nó nói tỉnh bơn, giọng kéo dài. Vừa à. Điền vừa bị đau, vừa bị chọc quê thì cũng tức lắm, nhưng nó không nói gì mà chỉ đưa tay xoa xoa mặt, đoạn bước theo thằng Đô ra bên ngoài. Hai thằng lại chạy chiếc chỗ lãi về nhà, lướt trên mặt con sông dài, với cái nắng vàng ươm bao phủ trên đầu của một vùng quê rất đổi yên bình, nơi tận cùng tổ quốc. Buổi chiều đó ở nhà, vừa xong bữa cơm thì hai thằng lại đi ra ngoài bộ bàn ghế đá, vừa uống cà phê vừa bàn cốt chuyện để viết tập truyện mới. Điền đăm chiêu một lúc, sau đó mới đưa ra ý kiến. Tao thấy hay là viết về những quan hồn trong bệnh viện đi mày, thực tế hơn mấy cái bộ linh dị nhiều. Đồ khẽ ngước lên rồi trả lời. Đó là chuyện ma thì không có cái gì thực tế hết. Ba quỷ giống từ cõi vô minh, người không có căn hay là không mang nghiệp chướng thì sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Mà từ chỗ không nhìn thấy được đó thì họ đâu có tin trên đời này là có ma. Nên hai chữ thực tế của mày
không có ý nghĩa gì trong cái nghề viết chuyện tâm linh này hết trơn á. Hiểu chưa? À, vậy bây giờ viết cốt gì? Hay là đi kiếm ma nữa? Mày cầm miếng đá đó thì đâu cần kiếm. Bộ quên chuyện trưa nay rồi hả? Điền lại ừ he. Bà Huệ lúc này từ trong nhà đi ra, nhìn đồ nói: ông ngoại mới gọi điện á, biểu mày ra đó ở mấy bữa, chứ bà dì tự nhiên trở bệnh đang nằm luôn rồi. Không mấy hai đứa đi ra coi, vừa ở với ngoại vừa chăm cho bà dì luôn đi. Tội nghiệp bà không có người thân, má về nhà coi công chuyện tùm lum hết, nào rảnh má ra thai cho hai đứa dìa. Ông ngoại chắc cũng gần được xuất viện rồi đó. Dạ, bà dì bệnh gì má? Sao mới hồi trưa con thấy còn sân sẩn mà. Ờ, bà nhồi máu cơ tim, khổ lắm. Một thân một mình đó giờ không có ai săn sóc, má phải chạy qua chạy lại hoài đó chứ. Kỳ này tại ông ngoại mày nằm viện nên bà mới ra trực đó chứ. Má biểu để má đi cho mà không chịu nghe. Sức mạnh tình yêu đó má, sao cản được. Thằng Điền nãy giờ đứng nghe mới lên tiếng chọt vô. Bà Huệ cũng biết chứ, nên mới khẽ thở dài. Bà cảm thấy mắc nợ bà Ba Bèo thay cho ông cũ, vì cũng đã mấy chục năm rồi, ông đâu có thèm ngó ngàng gì tới bà đâu. Bà Huệ cũng thương mến bà Ba lắm, vì bà sống tình cảm với Hiền Khô hà. Cho nên những lúc trái gió trở trời hay ốm đau bất chợt gì đó là bà Huệ cũng liền vội vàng chạy qua coi sóc, rồi thuốc men đủ thứ. Nên tính ra thì bà cũng đã thay ông cửu đền đáp lại cho bà Ba cái ân tình bấy lâu kia rồi. Mặc dù biết đối với bà Ba đó không phải là điều mà bà muốn. Hai thằng Điền Đô buổi chiều hôm đó lại xách vỏ lãi chạy ra ngoài bệnh viện. Tụi nó cũng đem theo laptop để tiện bề thay phiên nhau viết trong những lúc rảnh rỗi, vì ở đây tới tận mấy ngày liền mà. Ông cửu chỉ qua phòng đối diện rồi nói với thằng Đô: mày coi qua bển coi ngó bả đi, để thằng Điền bên này với tao. Tiền bạc viện phí thì tao cũng lo xong hết rồi. Ráng đi, chừng nào má mày rảnh thì ra đổi ca. Tội nghiệp bả. Đô gật đầu vâng dạ. Nó toan bước đi thì thằng Điền liền chạy theo, dúi vào tay nó miếng đá gia truyền: mày giữ đi, tao ở với ngoại thì không cần làm gì. Ông cũ vừa nhìn thấy, và ông cũng biết cái chuyện mà thằng Đô định dùng bảo bối của mình để đi hành hiệp độ vong giúp đời. Bởi nó cũng đã từng nói qua. Ông mới ngoắt cả hai thằng lại rồi tự tốn nói: tách đôi nó ra đi, mỗi đứa giữ một nửa, cũng có thể phòng thân hay là nhìn thấy những thứ mà tụi bay muốn thấy. Chỉ là nếu như gặp chuyện gì nguy hiểm thì cần phải nhanh chóng ráp nó lại, tự nó sẽ biết cách bảo vệ tụi bay, nhớ kỹ đó. Ủa, vậy sao con đeo phân nửa từ hồi nhỏ tới giờ có thấy gì đâu mày? Thì tại chưa tới lúc cần thiết thôi. Ông cửu khẽ thở dài, đôi mắt nheo lại nhìn ra mông lung bên ngoài cửa sổ, trầm giọng mà nói: Ủa? Điền lúc này đã cầm miếng đá tách ra làm hai. Nó đưa cho Đô một nửa, đoạn hất hàm nói: sư phụ nói sao nghe vậy đi, thắc mắc làm gì? Thằng Đô cầm lấy cái mảnh có phần đầu con kỳ lân chiếu ánh vàng được khắc lên trên nền đá xanh lục. Nó liếc mắt nói: ông ngoại, là ông ngoại chứ không phải sư phụ, mày bị ngáo tiên hiệp rồi. Điền lại ừ he. Nó gãi đầu cười trừ, vì đúng thật là nó đang tưởng tượng ra ông cũ giống như mấy ông thượng thần trong phim tiên hiệp mà có đạo hạnh ngàn năm vô cùng thần bí vậy đó. Ông cửu lúc này mới xua tay bảo thằng Đô đi qua bên phòng của bà Ba coi ngó. Điền cũng muốn đi qua thăm bà một chút, cho nên mới quay lại nói với ông ngoại. Ông gật đầu nhanh gọn, phán luôn một câu xanh rần: mày ở bển luôn cũng được, lâu rồi tao không có được yên tĩnh. Ở đây sát bên, có gì tao kêu.
Thằng Điền gật đầu cười, nhưng mà tại gật đầu cho có lệ vậy thôi, chứ nó làm sao để cho ông ngoại ở một mình được. Điền định bụng chỉ qua hỏi thăm bà ba một lát rồi quay về. Hai thằng lững thững bước qua phòng đối diện. Tụi nó nhìn thấy có một người bác sĩ tuổi còn khá trẻ đang cầm ống nghe khám cho bà ba. Đô lịch sự gật đầu chào, đoạn lên tiếng hỏi: Dạ thưa bác sĩ, tôi là cháu của bà dì, tình hình của bà tôi sao rồi? Người bác sĩ thoáng chau mày, anh ta đưa tay đẩy cao cặp kính, sau đó mới nhìn qua hai thằng trả lời: Tình hình của dì hơi xấu đó. Vì bệnh nhân còn có tiền sử bị huyết áp cao, lại bị béo phì, nên các mạch bị chèn ép. Đô mặc dù không rành y học, nhưng nghe qua cũng biết là tình hình sức khỏe của bà ba đang chuyển biến xấu. Nó vô cùng lo lắng, nên mới chộp lấy cánh tay bác sĩ mà nói nhanh: Vậy phải làm sao anh? Yên tâm đi, các bác sĩ sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Đô nghe xong thì cũng phần nào cảm thấy yên bụng. Nó cúi đầu cảm ơn người thanh niên, rồi sau đó anh ta cũng xoay bước trở ra ngoài. Hai thằng ngồi xuống bên cạnh bà ba, nhưng bà lại đang nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền, trong từng làn hơi thở yếu ớt phập phồng. Thằng Điền ở dưới này lâu cũng đâm ra sóng tình cảm lắm. Nó nghĩ thương cho bà ba vì không chồng không con, không họ hàng thân thích, nên mới ngước lên nhìn Đô hỏi: Ê, bây giờ lỡ như bà dì của Đăng xuất khỏi server thì ai làm đám ma mày? Đô cạn lời. Nó cũng biết tánh thằng bạn mình vốn nói chuyện vô duyên từ đó giờ, nhưng mà vô duyên tới cỡ này thì thua rồi. Đô nhìn nó vô cảm trả lời: Mày còn câu nào hay hơn để hỏi không Điền? Điền nghịch mặt ra, bị gì nó vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Đô nổi quạo, nó đứng lên đẩy thằng quỷ báo Điền đi ra ngoài. Thôi mày qua ngủ với ngoại đi, chứ không thôi một hồi á, bà dì bà tỉnh dậy mà nghe mày nói chuyện, mất công bà lên máu nữa đó. Đi đi. Điền ú ớ, bị lôi ra ngoài còn chưa kịp phản ứng thì vô tình có một chiếc xe đẩy cán của bệnh nhân đi ngang qua mặt hai thằng. Một người phụ nữ đi theo bên cạnh khóc lóc với những lời lẽ thống thiết, làm cho hai thằng nghe qua cũng biết là người nằm trên băng ca kia đã chết rồi. Nhưng Đô lại một lần nữa nhíu mày. Nó nhận ra người này chính là cái người đàn ông hồi trưa ngồi bên ngoài hành lang ho lạch sạch đây mà. Sao chết nhanh dữ vậy? Ê, mày nhớ ông không? Cái ông già mà hồi trưa tao với mày thấy có con ma nữ lảng vảng gần ổng đó. Đúng rồi, là ổng á. Ủa mà mới hồi trưa thấy còn mạnh lắm mà, sao giờ thăng thiên rồi? Ai mà biết. Điền lại nhìn theo, hình như chiếc băng ca đang đẩy ông già đi vô hướng nhà xác. Thấy chưa, tao đã nói ông bị ma ám mà mày không tin. Chứ ai đâu mới rời ràng ràng đó mà lăn đụng đã chết nhỉ. Thằng Đô không trả lời, khuôn mặt vẫn đăm chiêu nhìn theo. Điền thì giống bản tính tò mò, nó lại lên tiếng: Để tao qua đó coi sao. Nếu như mà có dòng quấy phá thiệt á, thì chắc phải tìm cách túm cổ nó thôi. Chứ lỡ đâu nó lại tiếp tục đi hại người thì tao với mày là mang tội thấy chết mà không cứu đó. Đô cũng gật đầu. Vậy lần này thằng Điền nó có lý. Tại nó cũng xác định rồi, đã trót mang cái nghiệp tâm linh vận vào người thì phải có trách nhiệm với những quan hồn còn mang nhiều quán nghiệp mà không được hồi hướng chỉ dẫn. Mặc dù cái trách nhiệm này chẳng ai yêu cầu hay thuê mướn gì nó cả, nhưng mà chính bản thân nó muốn như vậy. Thế là hai thằng để lại bà ba nằm trên giường bệnh một mình. Tụi nó lần mò kéo nhau đi về hướng nhà xác. Điền Đô đứng bên ngoài cửa, ghé mắt nhìn vô bên trong. Tụi nó thấy người phụ nữ khi nãy đang ngồi gục bên cạnh ông già, trên người đắp chiếu, chỉ chừa ra khuôn mặt tím ngắt. Thằng Điền khều dai Đô: Ê ê, sao người chết mà không đem về chôn cất, lại để trong nhà xác bệnh viện chỉ vậy? Không phải,
là người ta đang chờ người thân vô làm thủ tục xong mới cho đem xác về. Chắc nhà ở xa đó. Điền nghe hiểu, đoạn nó hất hàm vào bên trong. Đô cũng hiểu ý bạn, liền nhanh chóng gật đầu. Hai thằng mon men đi vào tiếp cận người phụ nữ. Người phụ nữ trông chắc cũng tầm cỡ bà Huệ, mẹ của Điền. Bà ta đang ngồi trấm rứt khóc, khuôn mặt ướt nhòe chốc chốc lại nấc lên. Điền Đô đi vô, người phụ nữ ấy vậy mà vẫn không buồn nhìn tụi nó. Thằng Điền tặng hắn một cái rồi cất giọng hỏi. Chào cô. Cô làm ơn cho con hỏi chút chuyện được không? Hỏi gì? Ai vậy? Tụi con là sinh viên thực tập làm trong bệnh viện này á. Tụi con muốn hỏi sao ông bác chết vậy cô? Tại hồi trưa tụi con có thấy ông bác còn khỏe mà. Người phụ nữ như vỡ òa, chạm đáy nỗi đau. Bà ta nức nở nói. Cha của cô bị bệnh phổi lâu rồi chứ không mà tại không chịu nằm viện. Trưa nay mới vô khám thì không hiểu sao phát lên ho khan mấy tiếng rồi lăn ra bất tỉnh luôn. Bác sĩ đưa đi cấp cứu, nói ông bị virus vi trùng gì đó ăn vô trong phổi rồi. Nó phát lên kiểu cấp tính cho nên cần phải mổ gấp. Nhưng mà khi mổ rồi, nằm trong phòng hồi sức tới chiều cái là đi luôn, không cứu được. Hai thằng bất giác nhìn nhau như ngầm hội ý. Thằng Điền lúc này mới đưa mắt nhìn xuống gương mặt tím tái của ông già. Nó không thấy gì bất thường cả. Mà nếu có bất thường thì nó cũng có biết cái con mẹ gì đâu, tại vì nó đâu phải bác sĩ. Điền quay qua Đô. Ê, mày thấy ổng có giống bị ma ám hay gì mày? Đô chưa vội trả lời mà tập trung quan sát. Một lúc lâu nó mới nói. Ai biết. Điền giật giật khóe miệng. Nó liếc thằng bạn mình một cái. Mày mốt bớt tỏ ra nguy hiểm giùm cái. Đô xua tay. Nó cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ, không quên an ủi vài câu. Đoạn kéo áo thằng Điền lôi ra ngoài. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện, loáng cái đã tới phòng ông cửu. Nhưng mà tụi nó lại giật mình khi nhìn thấy ở bên trong, hình như ông cửu đang dùng quyền đánh nhau với một người nào đó. Là một người đàn ông trung tuổi, có chiều cao khiêm tốn. Hai thằng không ai bảo ai, liền vội vã xông vào. Vì phòng bệnh bây giờ đang chỉ có một mình ông cửu, mấy người nằm chung đều đã xuất viện hết rồi. Điền Đô đẩy cửa, tụi nó lao tới như một cơn lốc. Một thằng thì quặp cổ, một thằng thì túm lấy áo người đàn ông lạ mặt kéo ra. Thằng Đô la lớn. Dám đánh ngoại tôi hả? Ông lại, ma quỷ phương nào? Nhưng mà tụi nó còn chưa kịp dùng sức thì đã bị người đàn ông đó gồng mình lên một cái. Ông ta quơ tay hốt gọn cả hai thằng rồi hất qua một bên, làm cho tụi nó té cắm đầu xuống dưới nền gạch. Rất nhanh và dứt khoát, không một động tác thừa. Ông cửu đang đứng đối diện nhìn thấy cảnh đó nhưng không làm gì, chỉ bình thản nói một câu. Sư đệ à, tụi nó là cháu ngoại của ta, để bớt nhây giùm đi. Người đàn ông khuôn mặt đang căng như dây đàn lúc này mới bất chợt nhe răng ra cười hề hề. Để biết mà huynh, lâu ngày không gặp, đường quyền của huynh vẫn còn ổn áp quá chứ. Chứ còn đệ thì vẫn trẻ trâu như ngày nào. Ta già rồi, đâu có cuồng cuộn như đệ đâu mà phải thử sức. Hai thằng Điền Đô lúc này mới lồm cồm bò dậy. Tụi nó ngơ ngác nhìn người đàn ông, vì cũng đã nghe thấy và nhìn thấy cách hai người nói chuyện. Thằng Đô chạy cái vẹo qua bên ông cửu đứng. Nó tò mò hỏi thì được ông giải thích, kèm theo ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia. Đây là ông Thập, em trai của ngoại đó. Hay nói chính xác hơn là sư đệ đồng môn. Tụi bay cứ kêu là ông chú đi. Nhìn nó vậy chứ già lắm rồi. Tại vũ khí đá cho nên chưa bị lão quá già mặt đó thôi.
lâu ngày không gặp, nó đi đường quyền giao lưu với ngoại thôi, chứ không có gì đâu. Đô ngạch mặt ra. Nó còn chưa kịp tiêu hóa thông tin đó thì thằng Điền đã bước tới nhìn ông Thập, mỉm cười tươi rói, tai bắt mặt mừng như quen ổng từ đời nào. Ông chú, ông chú thuộc môn phái nào vậy? Nội công thâm hậu quá trời. Hay là ông chú truyền lại cho con đi, con nguyện bái sư học đạo, nhận ông làm sư phụ. Ông Thập lúc này mới xoay qua chỗ vai thằng Điền cái bóp, miệng há ra cười sang sảng. Tao bán đồ vàng mã, nhưng mà có chi nhánh trên khắp cả nước lận nghe mày. Mày muốn theo không? Tao truyền nghề cho. Gì? Bán vàng mã hả? Ủa môn phái kỳ vậy ông chú? Thằng Điền chân hững, mặt mày méo xệch. Còn Đô thì lúc này mới tiêu hóa thông tin xong. Nó nhìn ông Thập từ trên xuống dưới. Đầu tóc ổng chải keo mướt trượt, nước da thì đen bóng, nhưng lại chơi nguyên bộ đồ vét tông xanh đọt chuối, nổi như cồn. Chân thì mang giày tay mũi nhọn, cần cổ dện cộng dây chuyền bự tổ chẳng, nhìn giống như dây xích chó vậy. Mười ngón tay cũng đeo vàng kín mít, làm như ổng sợ người ta không biết mình giàu vậy. Ông chú, ông là dân đa cấp phải không? Ông Thập liếc mắt chửi. Đa cấp thằng cha mày đó. Tao là giám đốc nha. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, chuyên sản xuất phân phối vàng mã trên khắp 63 tỉnh thành. Mày nhìn sao nói tao đa cấp vậy mày? Đô gãi đầu, cười cười vân dạ. Rồi hỏi ông Thập sao lại đánh nhau với ông ngoại của nó. Ông Thập mới nói là huynh đệ lâu ngày không gặp, nghe tin ông cũ bị thương nằm viện cho nên mới tới thăm, sẵn ôn luyện lại chút võ thuật vậy thôi. Sau đó thì ông Thập dai qua nói chuyện với ông cũ một hồi, toàn là mấy cái lời hình như trong giới quyền môn mà hai thằng nghe hoài không hiểu được. Được một lúc thì ông Thập từ giả ra về. Ông cũ lật đật gật đầu, lạnh lùng không tiễn. Chỉ có hai thằng cháu ngoại là tò tò đi theo, bị tụi nó rất tò mò về chuyện giữa ông Thập với ngoại mình. Ông chú, ông chú với ngoại con là huynh đệ đồng môn thiệt hả? Mà môn gì vậy ông chú? Ông Thập vẫn đang ung dung bước đi ra ngoài hướng cửa bệnh viện. Ông trầm giọng trả lời. Hỡi có nói mày cũng đâu có biết, sư huynh đã muốn quên đi mọi chuyện, lánh xa hồng trần, bao gồm cả chuyện về thân phận của ổng. Thì thôi, hãy để quá khứ nó ngủ yên đi. Đào bới ra mất công ổng lại biểu tao nhiều chuyện. Tao lạ gì tánh nết ông ngoại mày. Thằng Điền vốn luôn muốn nghe chuyện về quá khứ lẫy lừng của ngoại. Nó cũng đi theo cái bên tò tò ông Thập, nhưng ông nhất định không nói. Chỉ móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp, dỗ vào tai thằng Điền cái bóp trước khi ra khỏi cổng. Tao biết tụi bay cũng thuộc hàng căn số, mang nghiệp tâm linh, mà cái nghiệp này nó mang vô rồi thì khó dứt. Có cái gì khó alo tao, chứ cũng đừng hỏi ông ngoại tụi bay nhiều. Tại ổng ưa nói đạo lý lắm, mà mấy người hay nói đạo lý thì thường hay ngoại con không có giống mấy khứa trên mạng nói đâu nghe ông chú. Ông Thập cười hề hề, dỗ dai nói. Tất nhiên, đó là người khác thôi, chứ sư huynh tao không lẽ tao không biết. Thôi tao thăng nghe, đi vô coi lo ông già đi. Dứt lời, ông Thập liền đi một nước ra cổng. Nhưng mà ông đi rất nhanh, thoáng cái đã biến mất sau cánh cửa rào tuốt ở bên ngoài khoảng sân rộng của bệnh viện, làm cho hai thằng cũng phải trố mắt ra mà nhìn kinh ngạc. Điền huýt huýt tay vô người Đô. Ê, có kỳ nào ông là ma không vậy mày? Tào lao, ông là ma không lẽ ngoại không biết? Tại mấy cái người trong giới quyền môn là vậy đó, họ có nhiều năng lực cao siêu lắm, mình không có biết được đâu. Thôi vô đi. Thằng Đô xoay lưng bước trở vào trong sảnh, Điền cũng đi theo phía sau, trên tay cầm tấm danh thiếp của ông Thập đút vào trong túi quần,
vì nó vẫn còn nuôi ý định phải dụ dỗ cho bằng được ổng kể ra hết những thứ mà nó đang tò mò muốn biết. Hai thằng lững thững bước đi vô trong cái bệnh viện trống quân. Chỉ lác đác có vài người, vừa là bệnh nhân, vừa là người nuôi bệnh. Bỗng dưng thằng Điền đứng sững lại. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong một căn phòng nội khoa. Đoạn kéo tay áo đồ, giật ngược nói: "Ê, ê, nó kìa." "Hả? Mà làm gì? Nó nào?" "Có ma nữ, là cái giông con ma nữ hôm qua kìa." Đô ngẩng đầu lên cao ngó theo. Đúng là nó nhìn thấy cái giông ma nữ hôm qua với bộ đồ ở cõi âm, mái tóc đen dài phủ mặt, đang bay lạ lạ phía bên trong căn phòng. Nó đang lượn lờ xung quanh một người đàn ông lớn tuổi, miệng thì cứ há ra như đang muốn nói điều gì đó, nhưng người đàn ông kia có vẻ chừng như không nghe thấy, chỉ ngồi gục đầu ôm ngực nhăn nhó, không biết mắc phải bệnh gì. "Để tôi vô coi sao, không chừng con quỷ này là đang muốn hại người đó." "Ê, từ từ, coi quan sát sau đã. Lỡ đâu nó là quỷ thì mày không có cơ hội hồi sinh đâu. Cái game này chỉ có một mạng thôi đó." "Chê, tao chơi hệ nạp VIP, lên giáp hồi sinh rồi, mày khỏi lo." Vừa dứt lời, nó đã bước thẳng người bước vội vào bên trong. Căn phòng bệnh chỉ có mấy người già nên vô cùng yên ắng. Thằng Đô không cản kịp, lúc này cũng phải đành hớt hải chạy theo. Hai thằng rất nhanh chóng đã đẩy cửa bước vô. Con ma nữ không hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy tụi nó, liền đưa cao hai cánh tay áo lên che lấy mặt, như kiểu sợ hãi một điều gì. Đoạn rùng mình biến mất. Điền và Đô nhìn nhau. Tụi nó tuy không nói nhưng đều hiểu được. Chắc chắn là do con ma nữ đã thấy miếng đá hình kỳ lân mà tụi nó đang đeo ở trên cổ rồi. Thằng Điền tức lắm vì không túm được con ma nữ, mà cũng không thể đuổi theo, bị có biết nó biến đi đâu đâu mà đuổi. Điền đành quay người sang người đàn ông đang ngồi trên giường. Nó cất tiếng hỏi nhỏ để tránh làm phiền những người kế bên đang nằm ngủ, vì đa số toàn là những người già bệnh thật thôi. "Dạ chào bác, tụi con là sinh viên thực tập, tới giờ đi trực cho nên tiện vô coi tình trạng sức khỏe của mọi người. Bác khỏe chưa? Mà bác bị bệnh gì?" "Ờ, bác bị viêm gan, cũng không biết chừng nào chết nữa." "Ừ, sao bác nói vậy?" "Thôi, thì già rồi, bệnh hoạn biết đâu được con." Thằng Đô lúc này mới bước lên. Nó nhìn ông ta một lúc như đang ngầm quan sát. Thấy ấn đường ông già không có gì bất thường, nó hỏi: "Dạ, bác bệnh lâu chưa?" "Cũng mấy năm rồi. Hồi đó nhậu nhiều nên nặng, mà giờ bỏ bớt, không biết làm sao nữa." "Ừ, bỏ bớt thì tốt chứ sao bác?" Ông già tự nhiên thở dài, đưa đôi mắt đục nhìn ra cửa nói: "Hồi đó hai người nhậu một lít, giờ bỏ bớt một người ra, mình tao uống lít." Thằng Đô cạn lời. Nó tính hỏi ông già vậy là bỏ dữ chưa, thì Điền đã lên tiếng: "Ờ, vậy là nhẹ rồi đó bác. Mà nhẹ bác thôi, chứ nặng cho người khiêng á." Ông già nghe chưa hiểu, mới chân hững quay qua nhìn nó. Nhưng mà cơ miệng của ổng còn chưa kịp há ra để hỏi lại, thì thằng Đô đã vội vàng cúi đầu, từ giả xin phép ra ngoài, không quên túm lấy áo thằng Điền mà lôi theo. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện. Tụi nó bàn về con ma nữ lúc nãy, rồi còn tính cách làm sao để bắt cho bằng được con ma. Chứ khơi khơi rồi đoán vậy cũng không biết đâu mà lần. Nhưng mà bàn thì bàn, chứ hai thằng cũng chưa có kế sách nào. Tại tụi nó đâu phải là thầy pháp bắt vong, nên đành tạm thời gác lại, chia ra mỗi thằng một phòng để chăm sóc cho hai người già. Rồi cứ vậy mà nằm lăn lóc ở dưới nền bệnh viện, ngủ đi một giấc ngon lành.
Sáng ra, bà Ba Bèo đã có thể ngồi dậy được. Bà đòi đi qua phòng ông Cửu, nhưng hai thằng đã kịp thời ngăn cản. Tụi nó nói bà vẫn còn chưa khỏe hẳn, cứ nằm nghỉ ngơi, rồi có gì ông ngoại sẽ qua thăm. Hai thằng sau một hồi dỗ dành bà Ba xong, mới kéo nhau đi ra ngoài, định kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Nhưng khi đi ngang qua căn phòng bệnh nội khoa, thằng Điền mới sực nhớ ra ông già bị viêm gan, nên mới đứng lại ngó vào bên trong. Ủa sao không thấy? Ông đâu rồi ta? Đồ bất giác nhìn theo. Nó hiểu ý thằng Điền, nên liền hất hàm, ý nói đi vào bên trong xem thử. Hai thằng đẩy cửa bước vào, thì thấy giường trống trơn. Đồ mới bước tới hỏi một bà bác đang ngồi phe phẩy cây quạt giấy trên tay. Bà chậm rãi trả lời: ông hai hủ hèm đó hả? Ông chết rồi. Cả hai thằng hoảng hốt, tụi nó mở to mắt ra nhìn bà mà hỏi lại. Thì bà mới thở dài kể: hồi khuya ông lên cơn đau dữ lắm, xong rồi bác sĩ mới đưa đi, nghe đâu là mổ hay gì đó. Nhưng mà tình trạng xấu, nằm hồi sức sao mà đi luôn rồi. Hai thằng không thể tin nổi, bởi mới tối hôm qua còn nhìn thấy ông già, ai có ngờ đâu ổng đi lẹ như vậy. Đồ mới kéo Điền ra ngoài nói: tại cái miệng của mày không đó, mày nói cái gì nặng người khiêng, bây giờ khiêng ổng đi thiệt rồi đó. Tào lão, tao nói chơi vậy thôi, chứ không lẽ nào linh dữ vậy. Đồ cũng biết là nó nói đùa, chứ nếu cái miệng của thằng Điền mà linh như vậy thật, thì nó cũng ráng mà xin con số để đổi đời rồi. Đồ lúc này mới trầm ngâm một hồi, đoạn nhìn Điền lên tiếng: đúng là có vấn đề rồi. Tao nghĩ con ma nữ kia kiểu gì cũng có liên quan trong chuyện này. Mình nhìn thấy nó hai lần, thì cả hai lần đều có người chết. Bây giờ phải lôi đầu nó ra hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà biết nó đâu mà lôi. Thằng Đô cũng không biết. Vậy là hai thằng lại thất thiểu đi ra ngoài cổng, giải quyết cho cái bao tử trước, bởi vì còn nhiệm vụ phải mua đồ ăn về cho hai ông bà già đang nằm chờ trong kia. Xế trưa, thằng Điền ngồi một mình hoài nên cũng đâm ra chán, vì ông Cửu hầu hết thời gian chỉ toàn dành để ngủ. Nó uể oải bước ra ngoài, ngó qua hàng ghế bên dãy hành lang ở trước cửa khoa sản, thì thấy có một đôi nam nữ đang ngồi với hai khuôn mặt thật là trái ngược nhau về cảm xúc. Gã thanh niên thì rất bình thản, hắn ta ngồi ngả lưng vào ghế, chân nhịp nhịp rung đùi. Còn người con gái thì cứ cúi đầu, chốc chốc ngước lên nhìn vào bên trong phòng khám, ánh mắt vừa sợ vừa buồn. Thằng Điền với kinh nghiệm tình trường lâu năm, nên chỉ cần liếc sơ qua cũng nhận ra cái gã này là phát bộ chính hiệu. Rất có thể hắn ta đang dẫn cô người yêu, mà cũng không biết là cô người yêu thứ mấy đi nạo phá thai. Điền nổi máu anh hùng, muốn dạy dỗ cho mấy cái thằng này một trận, liền ung dung đi tới, nhìn gã thanh niên kia mà nói: nè, đi khám bệnh sao không để con ở nhà? Dẫn chị nhiều nhóc hai ba đứa vậy? Để tụi nó lăn lê dưới đất dơ quá trời vậy. Gã thanh niên thoáng nhíu mày, ngước lên nhìn Điền mà trả lời: mày điên hả? Con nào? Nhưng Điền vẫn bình thản, chỉ tay xuống dưới nền bệnh viện. Đó, một đứa thì bò, một đứa thì lết, còn một đứa thì đang đu vô chân mày kìa. Bộ mày không thấy hả? Gã thanh niên lúc này mới giật mình nhìn xuống. Hắn hơi hoang mang, mà chắc có lẽ cũng cảm thấy chột dạ, nên mới ngước lên nhìn Điền. Mày thấy thiệt sao? Mày hổ lắng nhách vậy? Tao đâu có bị mụ. Nhưng mà tao đâu có con. Tao cũng không có nhìn thấy gì. Thằng Điền lúc này mới bất chợt bật cười.
Nó cố tạo ra nét bí hiểm, nhìn gã thanh niên kia, trầm giọng nói. Đó là những đứa con ở cõi âm, mày không nhìn thấy là đúng rồi. Mày đã dẫn người ta vô đây bỏ bao nhiêu đứa rồi, mày nhớ không? Thật ra thì thằng Điền nó cũng đoán đại vậy thôi, với lại cũng đang đánh cược, chứ nó làm sao biết cái gã này có thật sự làm chuyện đó hay không. Nhưng mà hắn ta tự nhiên mặt mày tái mét, đôi mắt ngó giáo giác xuống dưới nền bệnh viện, rồi lắp bắp nhìn Điền. Không phải chứ, mày không, anh nhìn thấy thiệt sao? Điền thở phào, vậy là nó đoán đúng rồi. Điền bắt đầu ngồi xuống để giả giọng nghiêm túc. Nó chậm rãi nói, theo như những gì mà tao nhìn thấy thì nghiệp của mày nặng lắm. Nếu như không làm việc thiện để mà tu nhân tích đức thì khó lòng mà sống yên nè. Ê này nè, đừng có bò ra xa, coi chừng xe cán nó con. Điền lại cố tình nhìn xuống dưới chân gã thanh niên mà nói lớn, làm cho hắn sợ hãi điếng hồn, liền vội vã rút chân lên, mặt mày xanh như tàu lá. Người con gái nãy giờ ngồi bên cạnh cũng đã nghe thấy hết. Cô ta bục đứng lên, chỉ vào mặt hắn, tức giận nói, khốn nạn mà, thì ra trước tôi anh đã từng bắt người ta đi phá thai hả? Đúng là đê tiện thiệt mà. Được rồi, con của tôi tự nuôi, không cần cái loại cha xấu xa như anh đâu. Uổng công tôi đã thương anh hết lòng hết dạ. Thằng Điền ngồi kế bên chỏ mỏ nói vô, ơi, nếu mà chân thành đổi được chân tình thì trong đôi dép tổ ông đã có mật ong để húp rồi gái ơi. Nhưng mà yên tâm, đàn ông không phải người nào cũng giống nhau đâu, chỉ là mỗi người sẽ có một cách sở khanh riêng thôi. Đứa con gái cầm nín, chạy như bay ra hướng cổng bệnh viện mà không thèm ngoái lại nhìn cả hai thằng. Nhưng gã thanh niên lại không hề có ý định đuổi theo, chỉ chộp lấy cánh tay của Điền. Có thiệt vậy không anh? Anh nhìn thấy tụi nó à? Điền gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp, Vậy bây giờ em phải làm sao đây anh? Thì tao nói rồi đó, mày phải làm việc thiện, tu nhân tích đức, mai ra sau này còn có đứa nó cắm nhang trên bàn thờ cho mày. Chứ nếu không thì... Gã thanh niên nghe xong thì sám mặt, bất chợt dập đầu vái lại Điền như thế sao. Thằng Điền được nước càng tỏ ra nghiêm trang bí hiểm. Nó ngồi chiếm chệ trên ghế như một vị sư mỉm cười, mà thực chất là nó có nhìn thấy cái con mẹ gì đâu. Gã thanh niên lại sau một chập thì bất ngờ đứng lên, đi về phía có dãy phòng xét nghiệm. Thằng Điền khó hiểu hỏi, thì hắn bảo là đi hành thiện giải nghiệp chướng. Điền biết là hắn đang định đi hiến máu nhân đạo. Nó mặc kệ, chỉ nhếch miệng nhìn theo, rồi tự nói một mình, xê, đã xấu xa, không chừng còn bị si đa nữa. Mày đặt xong pha đi hiến máu, mày xui lắm mới gặp tao à. Nhưng mà ngay lúc này, thằng Điền lại khẽ nhướng mắt, bởi nó lại nhìn thấy đúng cái con ma nữ tối hôm qua đang bay lạ lạ bám theo gã thanh niên kia. Điền đứng vụt dậy, nó chạy ngay vào trong phòng bệnh của bà Ba Bèo để kiếm thằng Đô thông báo. Hai thằng nhanh chóng lần vào trong dãy phòng xét nghiệm, nhưng cánh cửa đang đóng kín không thể vào được, mà chỉ có thể nhìn qua khe hở có chút xíu ở bên ngoài. Điền vừa ghé mắt nhìn vào trong vừa nói, nó đang lượn lờ xung quanh thằng kia, không biết để làm chi nè. Ừ, bây giờ không vô được thì sao biết để làm chi. Thôi cứ chờ nó ra coi sao. Cái thằng này không có bệnh gì hết, chắc chắn là không thể hẻo nhanh như hai ông già kia được. Ý mày nói vậy là sao? Thì hai ông già kia đã có bệnh nền sẵn, cho nên nếu như con ma nữ tác động để gây ra cái chết thì cũng rất dễ. Còn cái thằng này nó không có bệnh, cho nên mình vẫn có thể chờ nó ra được. Có nhiều đó mà cũng không hiểu.
Điền lại ừ he. Hai thằng nhanh chóng đi ra phía ngoài, ngồi xuống dưới dãy ghế dài mà ngóng cổ vào chờ. Được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì gã thanh niên kia cũng lững thững bước ra. Ở phía sau lưng của hắn vẫn là con ma nữ với bộ mặt trắng bệch, mái tóc đen dài phủ xuống kéo lượt vượt ở trên sàn. Hai thằng Điền Đô không ai bảo ai, liền cùng nhau lao tới nắm lấy cái mớ tóc dài của con ma nữ, giật ngược ra đằng sau, làm cho nó cũng bị bất ngờ rú lên một tràng. Vì hai thằng cũng đã thủ sẵn mà bôi bột chu sa đầy ở trên tay rồi, nên việc có thể chạm vào được hồn ma đó lại là một chuyện bình thường, mặc dù ở mức thời gian nhất định. Thằng Điền vòng tay siết chặt cổ ma nữ, nó la lên: "Tao me mày bữa giờ nha, mày không có thoát được đâu con trai. Ổ lộn, con quỷ, to be continue." Con ma nữ đang tra sức dãy dụa rồi ho lên khùng khục. Khói đen từ trong miệng bay ra từng đợt phả vào trong không khí, còn mang theo cả một mùi hôi hám tanh nồng. Gã thanh niên kia cũng vô cùng hốt hoảng, hắn nhảy vọt ra sau rồi lùi lại nép sát vào trong vách tường. Nhìn Điền đang múa mai quay cuồng một mình mà hoang mang tột độ, thằng Đô lúc này cũng nhào tới. Nó túm đầu ma nữ giữ chặt, cố đẩy cho khuôn mặt của cô ta ngẩng lên. Và rồi đối diện với nó là một khuôn mặt tái nhợt cùng hai hốc mắt trũng sâu đen sì, bờ môi khô khốc nứt nẻ trắng như vôi, không ngừng thở ra mấy cụm khói đen mỏng như sương, nạt mùi tử khí. Đô gằn giọng nói: "Chết rồi mà không lo đi tu nghiệp siêu sinh, cớ sao lại muốn nương náu chúng dương gian để mà làm chuyện quấy chứ?" Ma nữ đột nhiên trợn trừng hai mắt, nó há miệng rộng ra thổi vào mặt Đô một luồng khói dày đặc, làm cho thằng Đô bị bất ngờ vội bỏ tay ra. Ma nữ được đà, nó quay phắt lại hất mạnh mái tóc ở phía trước của mình vô tai thằng Điền. Cái mái tóc cô vậy mà rất sắc, giống như những chiếc kim nhọn đâm xuyên vào trong da thịt, khiến cho Điền đau đớn cũng phải buông tay ra khỏi đầu con ma nữ. Ma nữ thoát được khỏi sự khống chế, nó ngay lập tức lướt ra xa một đoạn, khuôn mặt bắt đầu hằn lên những đường gân máu đỏ tươi, giận dữ liên tục phả ra từng ngụm khói đen, như vừa dọa nạt vừa đề phòng. Thằng Điền vừa bị dính đòn, lúc này điên máu lắm, mặt nó nhăn như đít khỉ. Nó chỉ tay vào con ma nữ mà la lên: "Ê, con lộn giáo chủ kìa, chơi cái trò gì mất dạy như mày? Mày có tin là tao bóp nát hai trái cam của mày luôn không?" Đô cạn lời, bởi ở trong hoàn cảnh này mà thằng Điền vẫn còn sôi được giáo chủ với giáo thù chứ, thì thiệt là hai con mắt của nó còn tinh hơn cả quỷ nhãn. Đô hất hàm: "Mưa thì mưa mẹ mày đi, còn sấm chớp, tới hút đó. Sao mày không đi đây? Bữa nay rằm tao ăn chay, kỹ bánh bao nhân thịt." Thằng Điền nghe xong hiểu liền, nhưng ngộ là cái lần này nó không có cãi. Chắc tại ế lâu ngày, nhìn thấy bánh bao cũng thèm, cho nên mới liền gật đầu cái rụp. Nó xoay mặt qua nhìn ma nữ, cười nói: "Em chỉ việc đứng yên thôi, hoặc là có thể rên la, chứ đừng có nói chuyện, hiểu không bé?" Ma nữ có lẽ nghe hiểu được mấy câu cài chấn này của thằng Điền. Chết thôi mà, chứ đâu có ngu. Nó lập tức nhe răng ra gầm gừ, cái đầu nghiêng nghiêng, còn hai tròng mắt thì cứ đảo qua đảo lại liên tục. Điền bất ngờ xông tới, nhưng xui xẻo làm sao, hai bàn tay của nó từ nãy giờ bị chảy mồ hôi ướt nhẹp, cho nên mất mẹ hết bột chu sa rồi, chụp đâu có dính. À mà cũng dính, nhưng lại dính vào hai cái bánh bao của một cô y tá đang từ đằng sau đi tới. Cô lùi lại la làng lên, hai tay vòng lên ôm lấy ngực, đoạn nhìn trân trân vô mặt thằng Điện, run rẩy nói: Biến thái, mày là cái đồ biến thái hả?" Điền chưa kịp phản ứng, thằng Đô đã nhanh trí chạy tới, ôm lấy mình nó cứng ngắc. Đoạn nhìn cô y tá phân bua: "Không phải đâu chị,
Bạn em nó bị động kinh, tội nghiệp lắm. Nay em dẫn nó đi khám nè. Trời ơi, mỗi lần lên cơn là vậy đó. Đô vừa nói vừa dùng hai ngón tay nhéo mạnh vô lưng Điền. Điền thông minh đột xuất, nó lập tức thè lưỡi ra, mắt trợn ngược, miệng mồm méo xẹo, còn cái đầu thì lắc lắc giống y như một thằng bị giật kinh phong. Đô thấy Điền hợp tác như vậy thì cũng mừng thầm trong bụng, nhưng mà nó đang phải ráng nhịn cười khi nhìn thấy cái bản mặt của thằng Điền. Cô y tá nghe vậy lúc này mới dần bình tĩnh. Cô đưa tay chỉ về phía cuối dãy hành lang. Qua khu tầng kinh bên kia, đi lẹ đi, có chừng nắng nóng là bị nặng hơn đó. Đô gật đầu lia lịa. Nó lôi thằng Điền đi một nước mà quên để ý con ma nữ đã biến đi đâu mất từ lúc nào rồi. Cả thanh niên nãy giờ đứng nhìn, thấy hai thằng tụi nó đi cũng hớt hải chạy theo mà kêu với. Nhưng mà hai thằng lại chờ đi được một đoạn khá xa mới dám đứng lại. Thằng Điền chỉnh lại cơ mặt, nó ngoái qua ngoái lại muốn sái cái quai hàm. Cả thanh niên thì lúc này nhìn Điền như kiểu mấy người sắp chết đuối vớ được một chiếc phao, bởi vì hắn cũng nhìn thấy được mấy cái hành động kỳ quái lúc nãy của Điền. Chỉ nghe được cái gì mà bắt ma bắt quỷ, hắn run giọng nói: Thầy nói đúng quá, tôi bị nghiệp quật rồi. Thằng Điền chưng hửng, nhưng lại sực nhớ ra cái vụ hồi nãy mình lừa hắn, rồi được kêu bằng thầy thấy cũng khoái, nên Điền mới tặng hắn làm ra điều bộ nghiêm trang hỏi: Sao? Có chuyện gì? Dạ, hồi nãy làm xét nghiệm, bác sĩ nói tôi bị suy thận nặng tới cấp độ 3 rồi, cần phải nhập viện điều trị, chứ không thôi là khó cứu. Thằng Điền nhướng mày, nó nhìn gã thanh niên cao to vạm vỡ rồi thắc mắc: Ủa, gì lẹ chứ? Ờ mà cũng đúng thôi, mày đem hàng đi chiến đấu nhiều quá mà không suy cũng uổng. Thằng Đô thì chưa rõ sự tình nên không tham gia vào câu chuyện, nhưng cũng đoán được phần nào. Nó lên tiếng hỏi: Hồi nãy trong phòng xét nghiệm anh có thấy cái gì lạ hay không? Gã thanh niên đưa mắt nhìn sang Đô. Mặc dù chưa biết nó, nhưng cũng mặc định nó là thầy pháp giống như Điền. Hắn lắc đầu trả lời: Không, tôi đâu có thấy gì. Mà sao thầy hỏi vậy? Điền hiểu ý Đô, nó cũng tiếp lời: Là mày có thấy ai không? Hay nói quịch tẹt ra là mày có nhìn thấy con ma nữ bận nguyên cái bộ đồ trắng không? Hả? Có ma sao thầy? Ừ, con ma đó đi kế bên mày luôn đó. Thiệt sao thầy? Nhưng mà tôi đâu có thấy đâu. Vậy hồi đó giờ anh có thấy trong người mình không được khỏe không? Hay là bây giờ có thấy cái gì đau nhất không? Cả thanh niên lắc đầu. Thằng Đô không hỏi nữa mà trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Điền thì hất hàm: Thôi, bác sĩ đã nói vậy rồi, thì lo kêu đi người nhà làm thủ tục nhập viện đi, để lâu coi chừng mày hưởng dương đó. Cả thanh niên gật đầu lia lịa, nhưng trước khi đi còn không quên cúi chào cảm ơn Điền rối rít, mặc dù nó có giúp được cái mẹ gì đâu. Hai thằng quay trở về phòng của ông cũ với bà ba, vừa đi vừa nói chuyện. Đô trầm giọng nói: Mày có thấy cái gì lạ không? Cái thằng nó đang sân sẩn, tự nhiên con ma nữ xuất hiện cái đụng cái đồ bệnh, nó như Covid gì. Ờ, hơi lạ thiệt đó. Nhưng mà lạ thì lạ vậy, chứ tụi nó cũng đâu có biết lý do tại sao đâu. Nên thôi không thèm nghĩ nữa, mà mạnh ai nấy lũi vô phòng, cho mệt quá lăn ra ngủ một giấc tới tận khi trời tối muộn.
Tiền thức dậy trước. Nó bấm điện thoại lên coi giờ mới thấy đã đầu hôm. Ông Cửu thì ngồi trên giường, lắc đầu nhìn xuống chán nản nói: "Tụi bay vô ngủ chứ nuôi bệnh cái nỗi gì. Thôi coi lo đi mua cái gì ăn đi, để tối người ta đóng cửa hết rồi." Điền lồm cơm ngồi dậy, nó gãi đầu cười hề hề. "Dạ, mà ngoại ăn gì chưa?" "Tao mới qua thăm bà ba, ăn miếng xôi gà với bả rồi." Điền gật đầu, đoạn ngồi lên giường nói chuyện thêm một lúc với ông Cửu nữa mới đi. Nó qua rủ thằng Đô. Hai thằng tàn tàn đi bộ dọc theo dãy hành lang ra bên ngoài cổng bệnh viện. Thì nhìn thấy một chiếc xe băng ca đang đẩy ngược hướng trở vào. Nằm trên băng ca là một thằng nhóc choi choi, với cả nửa thân người dính toàn là máu. Đi phía sau còn có hai đồng chí với trang phục công an, khuôn mặt lạnh như tiền. Đô không đi nữa mà ngoái đầu nhìn theo. Nó nhíu mày nói: "Cái vụ gì vậy cả?" "Chắc là trộm cướp gì rồi. Bị dí nên tử trận mới được hộ tống vô bệnh viện đó. Mấy cái vụ này hồi đó ở thành phố tao thấy hoài." Thằng Đô gật gù, mới sực nhớ ra gã thanh niên lúc trưa. Nó quay qua Điền nói: "Ê, qua coi thử thằng kia sao rồi mày." Điền đang đói bụng nhưng cũng gật đầu, bởi nó biết ý thằng Đô muốn cái gì. Hai thằng nhanh chóng kéo nhau đi về phía dãy phòng bệnh nội khoa. Vẫn ở trong vai trò sinh viên thực tập, nhưng ngó giáo giác một hồi cũng không thấy gã thanh niên kia đâu. Tụi nó lân la dò hỏi thì một ông chú đang nằm mới chậm rãi ngồi dậy nói: "Cái thằng đầu đinh ba phân đó phải không? Nó chết hồi 7 giờ tối rồi. Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà chưa chi mồ xanh cỏ." Hai thằng đều cùng sửng sốt mà nhìn ông già. Tụi nó đồng thanh hả lớn vì cái thông tin quá sốc. "Ủa sao chết vậy bác? Mới nhập viện hồi trưa mà, sao chết nhanh vậy được?" "Hai đứa bay là bạn nó hả? Vậy sao không biết nó bị suy thận nặng, cần phải mổ gấp. Ta nói nó lằn lộn quá trời, xong người nhà phải chạy đi kêu bác sĩ. Nhưng mà nghe đâu mổ rồi nằm trong phòng hồi sức nửa tiếng sau là nó đi luôn ấy." Điền Đô nhìn nhau, lúc này mới bắt đầu cảm thấy cái vấn đề đang trở nên nghiêm trọng rồi. Tụi nó xin phép đi ra ngoài. Điền lên tiếng nói: "Không ổn rồi. Con nữ quỷ kia chắc chắn đã làm cái gì đó, chứ không thể nào trùng hợp tới 3 lần được." Thằng Đô cũng gật đầu đồng quan điểm. Nhưng mà biết thì biết vậy, chứ tụi nó cũng không phải thầy pháp, cũng không có một chút kinh nghiệm nào ngoài việc tham khảo mấy cái tài liệu về ma quỷ ở trên mạng, thì cũng giống y hệt như là mù đi đêm thôi. Điền lúc này mới đưa ra ý kiến là đi hỏi ông Cửu, nhưng Đô cản. Nó bảo sợ ông ngoại lại trao giảng cái đạo lý ta không đụng người, người không đụng ta nữa lại phiền thêm. "Ê, ông chú, hay là gọi cho ông coi sao, biết đâu ông có cách đó." Đô lúc này mới nhớ tới ông Thập. Nó gật đầu tán thành li lịa. Thế là Điện móc trong túi quần ra tấm danh thiếp có màu cam lè, vô cùng sặc sỡ. Ở trên đó còn in cả logo để hình bàn thờ cùng với 3 nén hương trầm, kèm theo một câu slogan màu đen bằng chữ nổi ở mặt trước: "Vàng mã ông Thập, cặp bến vong xuyên, phước báo vô biên, nhờ tiền con cháu." Còn mặt sau vẫn là vàng mã ông Thập, nhưng ở phía dưới còn lót thêm câu: "Đừng để sự nghèo đói theo bạn xuống dưới âm ti." Thằng Điền cười méo sệt, bị nó không nghĩ ra tới cái hàng vàng mã mà cũng cần chơi chữ như vậy để bia. Điền bấm số gọi, chỉ thấy nó nói liên tục, còn ở đầu dây bên kia thì nín thinh. Tới cuối cùng cũng chỉ nghe được mỗi 2 chữ OK, xong rồi tắt máy. Sao, ông nói sao? Ông nói ông tới,
mà chừng nào tới không biết. Thôi kệ đi, có tới là được rồi. Hai thằng tạm gác lại mọi chuyện, giác bụng đi ăn. Vì ở ngoài cổng bệnh viện giờ này mấy hàng quán cũng sắp đóng cửa rồi. Lúc đi trở vô, thằng Điền lại nhìn thấy ở phòng bệnh nội khoa, hình như thấp thoáng có cái bóng trắng đang bay lạ lạ ở trên cánh quạt trần. Nó nhận ra con ma nữ, liền níu lấy áo thằng Đô kéo lại. Ê, nó nữa kìa. Đô đưa mắt nhìn vào, đúng là con ma nữ đó. Nó đang lượn lờ xung quanh cái thằng nhóc hồi nãy mới nhập viện. Hai thằng lại giở trò làm sinh viên thực tập, tại vì tụi nó có thẻ. Giống ở đây là bệnh viện huyện, cũng khá nhỏ, cho nên chẳng ai quan tâm. Nhưng khi tụi nó bước tới gần giường bệnh của thằng nhóc, thì con ma nữ đã kịp thời nhìn thấy. Nét mặt của nó vô cùng hốt hoảng, liền vội vã lướt vụt ra bên ngoài. Hai thằng nhanh chóng đuổi theo. Tới dãy hành lang thì mất dấu con ma nữ. Nhưng mà tụi nó đuổi theo cho có lệ thôi, đuổi theo phản xạ vậy thôi, chứ có làm được cái gì đâu. Thằng Điền nói: sao giờ mày? Không lẽ thằng nhóc kia tới số nữa rồi? Thôi, vô trỏng coi thử mới biết. Thế là hai thằng kéo nhau đi, nhưng lại bị hai anh công an chặn đường, không cho tiếp cận thằng nhóc. Lúc này đang nằm mặt mày tỉnh như sáo, chỉ có một cánh tay là bị còng. Thằng Đô nhanh trí sâu ra thẻ sinh viên, nói mình đang thực tập, lại còn nói mình là cháu của ông Hai Lợi, chủ tịch xã Dàm Lung. Cho nên anh công an mới chịu cho tụi nó tới gần, trước khi nhìn một hồi kiểu như dò xét. Thằng nhóc đang ngồi ở giường, chốc chốc nhăn mặt lại, có lẽ vì cơn đau. Nó ngước mắt nhìn hai thằng rồi ngờ nghệch hỏi: hai anh là ai vậy? Bác sĩ. Thằng Điền vừa tặng hắn vừa trả lời, vừa giả bộ đưa tay ấn ấn lên bụng nó. Đô thì lại quan sát ấn đường trong mắt. Đoạn nó hỏi: mày bị bệnh gì mà vô đây? Em có bệnh gì đâu, bị tai nạn tông xe dập lá lách. Đô khẽ à một tiếng, còn chưa kịp nói thêm thì Điền lại hỏi: mày là dân hành nghề hai ngón phải không? Bị rượt nên mới chạy chứ gì? Thằng nhóc lắc đầu nói tỉnh bơ: không, em chỉ vẫy tay ra xin đường thôi. Bỗng mai cái tay của em bị dướng vô cộng dây chuyền của bà kia, cái bị rượt luôn. Thằng Điền cạn lời: giật dây chuyền thì nói mẹ giật dây chuyền đi, còn bày đặt dướng díu. Nó nhếch mép hỏi tiếp: vậy rồi mày có chạy theo trả cho bà không? Không, tại bà đi ngược đường. Hai thằng lắc đầu, cũng thầm thán phục thằng nhóc. Mới bây lớn mà đã có gan đi cướp giật như vậy rồi, tương lai sau này sẽ đi về đâu? Đô lại hỏi: vậy nãy giờ mày có thấy cái gì lạ không? Hay là có ai tới gần mày không? Cụ thể là một người con gái mặc đồ trắng, tóc dài chạm đất. Thằng nhóc lắc đầu, đôi mắt bắt đầu hơi đờ đẫn, miệng thở dốc. Anh công an đứng gần đó thấy vậy, mới bảo hai thằng đi ra ngoài, xong liền gọi bác sĩ tới đưa thằng nhóc vào trong phòng cấp cứu. Điền Đô cũng đi theo, bởi tụi nó đang nghi hoặc, vừa nghi hoặc vừa lo lắng, vì sợ thằng nhóc kia lại là nạn nhân thứ tư của con ma nữ. Và đúng y như rằng, thằng nhỏ không chiến thắng được tử thần. Nó chết trên bàn mổ, xác được đẩy ra ngoài, mà không hề có một người thân nào bên cạnh. Thằng Điền khuôn mặt lúc này hằn lên nét giận dữ. Nó đấm mạnh tay vào cột bê tông đến toát cả da, rít lên ở trong miệng: má nữa, tao mà bắt được mày, tao bóp nát hai trái bưởi của mày, xong rồi làm gỗ luôn. Đô thì có vẻ trầm tĩnh hơn. Nó cứ đứng lặng nhìn theo cái xác của thằng nhóc kia, chứ không nói gì. Đến nước này thì hai thằng đã biết chắc chắn những cái chết kỳ lạ trong bệnh viện, dù ít hay nhiều, cũng có liên quan tới con ma nữ rồi. Nhưng mà tụi nó không biết phải làm sao hết.
Bởi vì ngoài cái nghề viết truyện tâm linh ra, hai thằng tụi nó không có một miếng vốn liếng nào về pháp đạo hết. Trong lúc hai thằng còn đang rối rắm thì cũng vừa may ông Thập xuất hiện với bộ đồ vest xanh đọt chuối sáng ngời. Ông cười hề hề, vỗ vai thằng Điền, cất giọng sang sảng. Hề hề, sao? Kêu tao có chuyện gì? Điền Đô mừng rỡ, cũng không hiểu sao không phải chuyện của tụi nó, nhưng lại không thể ngó lơ được. Thằng Đô kéo ông Thập đi tới dãy ghế dài ở bên ngoài hành lang bệnh viện, đoạn kể lại hết đầu đuôi. Ông Thập nghe xong thì khẽ gật gù, khuôn mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt lại thoáng ánh lên nét gì đó nghi hoặc. Điền hỏi: Ông chú à, ông chú có cạo kiến gì không? Hay là ông có cách nào để bắt con quái vật ba đầu đó không? Ông Thập lúc này mới quay sang nó, nhếch miệng nói: Tụi bay có bảo bối mà, sao không đem ra xài? Kim Lân Thạch đó, nó có thể thu phục được tất cả mọi loại yêu ma đó. Thằng Điền ngơ ngác, vô thức đưa tay sờ lên cổ. Đô cũng vậy, nó hỏi: Kim Lân Thạch là miếng đá ông ngoại cho con, nhưng mà ngoại đâu có nói là nó bắt ma ra làm sao đâu. Ngoại chỉ nói lúc nguy hiểm thì ráp nó lại, nó sẽ bảo vệ cho tụi con thôi. Ơi, vậy là sư huynh vẫn chưa truyền lại khẩu quyết. Có lẽ ông cũng muốn tốt cho tụi bay thôi. Bởi vạn vật trên đời đều có linh tính, mọi thứ cũng theo căn luật mà vận hành. Nếu mà có xảy ra sai sót gì thì đó gọi là nghịch thiên chống mệnh, khó lòng cứu vãn đó. Thằng Điền nghệch mặt ra, nó nghe không hiểu cái gì hết, chỉ lờ mờ đoán rằng muốn sử dụng Kim Lân Thạch thì phải có khẩu quyết bắt ma, giống như trong mấy bộ phim cương thi của Lâm Chính Anh vậy. Liền sấn tới hỏi ngay: Vậy ông chú có biết khẩu quyết gì đó không? Dạy cho tụi con đi. Ông Thập lắc đầu, chậm rãi nói: Năm xưa, mỗi người trong tông môn đều được ban cho một món bảo vật. Đó là thứ tuyệt đối không thể để lọt bí mật ra ngoài, cho dù có là đệ tử của tông môn. Cho nên tao không biết. Trời ơi, vậy cũng nói cho hoành tráng. Điền biểu môi ngoảnh mặt ngó nhìn ra chỗ khác. Còn Đô thì có vẻ như không quan tâm tới việc đó. Nó chỉ hỏi ông Thập làm sao để bắt được con ma nữ kia, hoặc làm sao để biết được chính xác rằng việc của những người chết trong bệnh viện liệu có liên quan gì tới ma nữ đó hay không. Bắt ma thì không thành vấn đề, nhưng mà bây giờ thứ tao cần là bản danh sách thông tin của những người đã chết kìa. Để chị giọng chú. Ông Thập chưa vội trả lời, chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng cấp cứu với khuôn mặt đăm chiêu một lúc, rồi mới nói: Tôi bày biểu 4 người chết, trong đó một người bệnh phổi, một người bệnh gan, một người bị thận, còn một người là lá lách, phải không? Cả hai thằng gật đầu xác nhận. Ông Thập lúc này mới ngả lưng vô chiếc ghế dài, lẩm bẩm một mình: Lẽ nào đây là thứ để hồi sinh nó sao? Dạ, hồi sinh gì ông chú? Không có gì. Thôi đi đi, đi tìm thông tin về 4 người chết đó cho tao, nhất là sanh thần bát tự, phải thiệt chính xác đó. Trời ơi, biết đâu tìm. Tụi con có phải công an đâu mà đi điều tra hộ khẩu nhà người ta. Nhưng Đô lại gật đầu: Dạ được, chuyện này để con lo. Điền quay ngoắt nhìn Đô, khuôn mặt nó rất bình thản kiểu như không. Ông Thập gật đầu, ra vẻ hài lòng, đoạn đứng lên đi về phía phòng ông cửu, vừa đi vừa nói: Tao vô thăm ổng lát, 10 giờ tối phải có kết quả. Cứ nhà máy rồi tao ra,
Vậy ha. Nói xong ổng bước đi thẳng. Thằng Điền lúc này mới quay lại nhìn Đô chất vấn là làm cách nào để có bản thông tin về mấy người chết đó. Thì Đô mới mỉm cười, hất hàm về phía quầy thu ngân của bệnh viện. Tới đó hỏi. Thường thì bệnh viện của Lưu lại hết hồ sơ của bệnh nhân mà. Tào lao. Đó là khi người ta đang nằm viện thôi, chứ chết rồi ai rảnh dữ. Thì biết đâu được. Nhưng mà toàn mới chết thôi chứ có lâu đâu. Tao nghĩ là còn đó. Thì cứ cho là còn đi. Nhưng mà ai cho mày coi? Bộ khơi khơi hỏi là cái người ta cho mày biết à? Thì phải cho chịu thôi. Mày thông minh lắm mà. Nghĩ cách đi. Điền chân hững. Nó trợn mắt lên nhìn thằng Đô, như kiểu tỏ ý là cái gì cũng tới tai tao. Vậy mà cũng bày đặt dỗ ngực biểu lo, lo cái quần đùi. Ấy thế mà thằng Điền vẫn gật đầu. Sau đó hai thằng mới chậm rãi đi tới bên chỗ khu vực quầy thu ngân. Tụi nó nhìn thấy hai cô gái trên người mặc y phục bình thường, quần jean áo thun ôm sát. Chỉ khác cái là bên ngoài có khoác thêm cái áo trắng thân dài của ngành y. Điền đứng chổi tay vô cạnh quầy. Nó hất mái tóc trẻ đôi bồng bềnh như ca sĩ đang trường idol không tuổi. Rồi tằng hắn nói. Chào em. Có phải cha em là một tên trộm? Cô gái đang ngồi dở tập hồ sơ coi cái gì đó, nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn vô cái bản mặt thằng Điền. Cô cười nhếch miệng trả lời. 4.0 rồi anh ơi. Cái dặn nó cũ lắm rồi. Mắt em không có sao trăng gì hết, mà chỉ có thuốc sát trùng thôi. Thằng Điền bị quê độ, nhưng vẫn cố chữa cháy. Ý anh là... Đang nói thì tự dưng phía trong quầy, Điền nghe loáng thoáng có giọng của ông MC quen thuộc, mà ổng lại đang đọc ngay cái bộ truyện của tụi nó. Hình như cái giọng phát ra từ bên trong chiếc loa điện thoại của cô gái còn lại. Cậu đang ngồi say sưa nghe truyện, vừa nghe vừa cười, lâu lâu vỗ vô đùi cái bếp. Thằng Điền hai mắt sáng rỡ lên, nói ngay. Ủa, tụi em cũng nghe chuyện ma hả? Chuyện này của anh đó. Cô muốn biết tiếp phần sau không? Anh bật mí cho nghe. Hai cô gái quay phắt lại, ánh mắt nhìn thằng Điền trân trối. Nó cũng biết hai cổ không tin mình, liền đưa ra bằng chứng. Đó là cái tên Điền Đô đầy thương hiệu, cộng thêm những tình tiết trong truyện có những đoạn kết mở. Nó kể ra hết một lượt thì hai cô lúc này mới bắt đầu cảm thấy tin. Một cô đứng lên nhìn Điền hỏi. Vậy là anh quen với MC hả? Tất nhiên là quen. Ngồi nhậu với ổng hoài hả? Vậy anh có biết số điện thoại của anh không? Cho em đi. Điền nhận ra cái ánh mắt si tình của cô gái. Nó lại bị quê độ, bởi vì lúc nãy giờ giới thiệu cho cố vô, nhưng quá ra là hai cổ thích ông MC chứ không phải mình. Nó tặng hắn trả lời. Không bé ơi, anh có vợ rồi, nhưng mà có thể thương lượng được. Hai cô điều dưỡng nghe vậy thì cụp mặt xuống, nhưng vẫn hỏi. Sao anh? Điền bắt đầu giở trò trao đổi. Nó nói muốn xin được số điện thoại của ông MC thì phải cho nó xem qua bản danh sách thông tin của bệnh nhân. Vậy mà hai cô gái cũng gật đầu. Có lẽ là fan cứng hay là fan bê tông cốt thép gì đó của cha nội MC, cho nên mới như vậy. Chứ bình thường mấy cái ca này khó lắm. Điền lật qua xem hết một lượt. Nó hỏi cặn kẽ thông tin của bốn người vừa mới chết. Sau khi được cô điều dưỡng chỉ rõ, nó bèn tìm cách lén lấy điện thoại ra, chụp hình lại hết tất cả. Xong xuôi, Điền định đánh bài chuồn, nhưng lại bị túm. Nó đành phải đưa bừa số điện thoại của thằng Đô ra chống chế, nhưng dặn là đừng có gọi làm phiền, tại nhiều khi người ta còn đang bận việc nữa. Vậy là Điền thành công lấy được số liệu cần thiết. Nó vừa chạy ra dãy hành lang, vừa thầm cảm ơn cái ông MC kia. Nhờ có ổng mới trót lọt. Cái công này đúng thiệt là công đức vô lượng. Đô đang ngồi chờ sẵn, vừa trông thấy Điền đã đứng dậy hỏi ngay. Đã sao rồi?
Xong rồi, kêu ông chú ra thôi. Ở bên trong phòng bệnh của ông cửu, hai huynh đệ đang ngồi nói chuyện đời xưa. Nghe thấy tiếng chuông treo một nháy cái là tắt bụp đi. Ông Thập biết là tụi Điền Đô đã có kết quả rồi. Thôi huynh coi nghỉ ngơi đi ha. Chuyện còn dài lắm, sau này rảnh để kể tiếp. Giờ để có việc ạ. Ông cửu ngước mắt lên nhìn, ngập ngừng nói. Có gặp cổ á, nhắn với cổ đừng có tìm ta nữa. Số phận ta đã như vậy, không thể đem lại cái hy vọng gì cho cổ đâu. Ông Thập quay lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn sư huynh mình, rồi trầm giọng nói. Mụi ấy vẫn đang không từ bỏ hy vọng tìm kiếm huynh. Nhưng mà vì để giữ lời hứa cho huynh, để mới không nói ra chỗ của huynh. Còn sau này, tự mụi ấy có tìm được huynh hay không, đó là do duyên số. Thôi để đi đây. Ông Thập lướt nhẹ như bay ra cửa, thân thủ vô cùng kỳ ảo, mà nếu như người bình thường nhìn vào, chắc chắn sẽ không thể nào tin được bằng mắt. Điền và Đô đang ngồi chờ sẵn bên ngoài hành lang. Vừa thấy ông Thập bước tới, thằng Điền đã đứng phắt dậy chìa ra chiếc điện thoại của mình. Trong đó có đầy đủ thông tin của bốn người đã chết. Đây nè ông chú, con phải dùng nhan sắc để có được nó đó. Đúng là đẹp trai có lợi thiệt nha. Đô nhếch miệng vì cảm thấy thằng quỷ bạn này trơ trẽn, ngang nhiên đi cướp công của ông MC. Nhưng mà nó cũng làm biếng nói. Ông Thập thì im lặng, cầm lấy điện thoại chăm chú nhìn một lúc. Đoạn khuôn mặt của ông chùng xuống, đôi mắt khẽ nheo lại, tự nói một mình. Cậu đoán không sai mà. Không ngờ lại có kẻ muốn hồi sinh nó. Muốn nghịch thiên chống mệnh hay sao? Quan được. Hồi sinh ai không chú? Ông Thập khoát tay, rồi ngước lên nhìn hai thằng. Qua khỏi 12 giờ đêm nay, tức là 1 giờ sáng, là ngày Đông Chí âm lịch, vạn vật ngủ say. Chỉ duy nhất một thứ là thức tỉnh. Nếu tao đoán không lầm, thì sẽ có thêm một người nữa chết vì bệnh tim. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi khảo sát. Nếu con ma nữ kia xuất hiện và tiếp cận người nào, thì ắt người đó sẽ là nạn nhân cuối cùng. Là sao vậy ông chú? Rồi tụi bay sẽ hiểu cả thôi. Bây giờ lo chuyện chính đã. Đâu, khoa tim mạch ở đâu? Hai thằng Điền Đô cùng nhau chỉ về một hướng. Ở trong cái bệnh viện nhỏ này, thì đa số các bệnh nhân được chữa trị chung về các vấn đề nội khoa đều sẽ được gom lại hết nằm cùng một phòng tập thể. Đó chính là phòng bệnh nội khoa, và cũng là nơi mà bốn người kia đều đã chết. Ông Thập đi trước, hai thằng lả lướt theo sau. Vừa tới mí cửa, họ đã nhìn thấy bóng dáng của con ma nữ đang lướt đi, với mái tóc phết dài xuống dưới nền bệnh viện. Quần mắt của nó trũng sâu thâm sì, miệng mồm tái nhợt. Ông Thập vội kéo hai thằng nép vào một góc, định chờ cho nó vô phòng để xem coi rốt cuộc ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng con ma nữ lại lướt đi luôn. Nó bay là về phía căn phòng của bà Ba Bèo. Thằng Đô chợt vỗ trán nói nhanh. Chết rồi, bà dì bị bệnh tim. Tại bà không có chịu được ồn ào á, mới xin nằm ở phòng bình thường. Bà dì nào? Là người tịnh không bao giờ cưới con ngoại á. Ông Thập bỏ qua các vấn đề về mối quan hệ, ngay lập tức hất hàm ra hiệu cho hai thằng bám theo con ma nữ. Cả ba người cùng canh me, đợi tới khi nó tới, vừa lướt vào tiếp cận bà ba, liền nhanh chóng nhảy bổ vào. Bà ba không hiểu chuyện gì, thấy ông nội nào lạ quắc lạ quơ, còn bận nguyên bộ đồ xanh đột chuối, mặt mày đen xì, thì liền hớt hải la lên.
thằng Đô phải liền chạy tới trấn an bà. Bà ơi, bình tĩnh đi bà dì. Đây là em bà con đầu ông trời của ngoại, ổng đang bắt dông. Bà dì cứ nằm yên đừng có nhúc nhích. Hả? Dông gì? Thằng Đô không kịp giải thích hay trả lời thì đã nghe thấy tiếng của ông Thập vang lên. Muốn chạy hả? Bích cửa rồi con. Hai thằng nó nhìn qua thì thấy ông Thập dùng tay không túm lấy cái mớ tóc dài của con ma. Cô ta đang bị xoay mòng mòng trên không trung, nhưng không nói gì, chỉ biết la hét. Ông Thập lúc này mới rút trong túi áo ra một tờ giấy gì đó bùi nhùi, hình như là đồ vàng mã, đoạn ấn lên đỉnh đầu con ma nữ. Thì ngay lập tức một làn khói đen mỏng như sương bốc ra, khiến cho nó đau đớn dãy giụa không ngừng. Cho tới khi không còn chịu được nữa, ma nữ liền cất giọng cầu xin. Con xin ông, làm ơn đừng đánh nữa, con xin ông. Sao? Lý do gì chết rồi không đi tu nghiệp, còn dứt dưỡng dương gian hại người vô tội vậy? Con không có hại ai hết. Ông làm ơn tha cho con đi. Không hại ai hả? Vậy mấy người kia chết là sao? Không phải mày thì là ai? Ma nữ nghe ông Thập chất vấn, tự dưng nét mặt nó xa xăm. Nó cũng không trả lời, mà đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi há miệng phun ra một làn khói đen tanh nồng, làm cho ông Thập bị bất ngờ, nới lỏng đôi tay. Chứ chờ có vậy, ma nữ liền thừa cơ hội bay vút ra bên ngoài. Thằng Điền trông thấy thì định đuổi theo, nhưng ông Thập cản lại. Ông nhìn ra hướng cửa rồi nói: Kệ nó, còn chuyện khác quan trọng hơn phải lo. Điền đang nổi máu anh hùng, nghe vậy tức lắm, chứ cũng không dè là ông Thập lại quá trời cụ bắp đi. Có con ma nữ mà cũng để ruột mất tiêu, vậy mà còn tự xưng là người ở trong giới quyền môn nữa. Có mà môn quyền mộng. Nhưng mà nó còn chưa kịp lên tiếng thì bà Ba Bèo lại đột nhiên ôm lấy ngực kêu đau. Bà nhăn mặt mày, mồ hôi túa ra đầm đìa, rồi liên tục thở dốc lên. Thằng Đô phát quản, nó định chạy ra ngoài để kêu bác sĩ, nhưng ông Thập không cho. Không có được đi, cứ để bà ở đây. Tụi bay mà đưa bà đi, bà sẽ không sống được qua khẩu đêm nay đâu. Thằng Điền có vẻ như đã mất niềm tin với ông Thập rồi. Nó nói lớn: Bà dì đang lên cơn đau tim, không cho kêu bác sĩ là sao? Để ở đây mới chết đó. Ông có ý đồ gì hả? Nhưng ông Thập còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Người thanh niên trong y phục bác sĩ hổm ra vẫn đều đặn thăm khám cho bà Ba xuất hiện. Anh ta đưa mắt nhìn lên giường rồi nói: Bệnh nhân có tiên lượng xấu rồi, mau đưa lên phòng cấp cứu gấp. Thằng Đô đang lúc hốt hoảng, nghe vậy cũng răm rắp làm theo. Nhưng khi nó vừa định tháo bánh xe ở dưới chân giường của bà Ba để chuẩn bị đẩy bà đi thì ông Thập liền bước tới, đập mạnh tay xuống giường mà dằn lại. Ông nhìn vị bác sĩ trẻ kia bằng một ánh mắt sắc lạnh. Bác sĩ nhạy bén quá vậy, đâu có ai đi báo. Sao bác lại biết tình hình của người nhà tôi mà xuất hiện đúng lúc vậy? Người thanh niên thoáng nhíu mày. Nè, ông nói vậy là sao? Bệnh nhân đang lên cơn nhồi máu, ông không đưa đi mà còn ở đây xà lơ. Có chuyện gì bệnh viện không có chịu trách nhiệm đâu. Ông Thập vẫn cương quyết lắc đầu, trả lời chắc nịch: Được, vậy thì tôi không cần quý bệnh viện chịu trách nhiệm đâu. Ngày mai tôi sẽ đưa người nhà tôi về. Sống chết gì cũng là chuyện của gia đình tôi, bác sĩ không cần lo lắng. Người thanh niên gương mặt đỏ bừng, dường như đang cố nén giận. Anh ta liền chuyển ánh mắt qua hai thằng Điền Đô. Nè, hai cậu mau quyết định đi. Nếu không đưa bệnh nhân đi, e rằng là không cứu kịp đâu. Thằng Điền vốn tính nóng nảy, nó vội chạy một vòng qua, định gỡ tay ông Thập ra khỏi giường để đẩy bà Ba đi.
nhưng không được, bởi sức của ông còn mạnh hơn trâu nữa. Nó gào lên: "Nè, ông tính để cho bà già chết thì sao?" "Bà không có chết được đâu. Tụi bay im miệng hết đi." Thằng Đô mặc dù đang rất lo lắng, nhưng không hiểu sao nó lại có niềm tin vào ông Thập, cho nên cũng im lặng không nói gì. Người thanh niên lúc này thấy tình hình không được thuận mới tức giận bỏ đi. Anh ta đóng cửa cái rầm, thật là không hề giống với tác phong và y đức của một người bác sĩ. Bà Ba Bèo vẫn đang ôm lấy ngực, lăn lộn ở trên giường. Ông Thập lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Ông đưa tay ấn mạnh vô bụng bà Ba một cái, thì từ đó liền xuất hiện một tia sáng ánh sắc vàng, kèm theo một đạo phù có hình chữ vạn, phát ra chớp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất. Bà Ba ngay lập tức tỉnh hồn ngồi phát dậy, đoạn bất ngờ giả vô mặt ông Thập nghe cái chát. Bà tru tréo lên: "Đồ biến thái! Đồ đầy tiện! Sao ông lại sợ mó vô chỗ đó của tôi chứ? Ông biết tôi giữ nó bao nhiêu năm rồi không hả?" Ông Thập đang không bị ăn một cái tán thần sâu thì hết hồn ngơ ngác đứng vụt dậy. 3 giây sau, ông nhìn xuống dưới bụng của bà Ba mới giật mình nhận ra mình đã vô tình đụng nhầm 2 trái mướp. Tính ra thì là do xui thôi, chứ ông đâu có cố tình. Tại bả U70 rồi, cái ngực nó không có nằm ở trên ngực mà nằm ở dưới bụng, thì biết làm sao mà đỡ được. 2 thằng Điền Đô cũng nhìn vô, thấy cảnh ông Thập rõ ràng đã dùng đạo pháp để cứu bà Ba. Tụi nó vô cùng mừng rỡ, liền sấn tới sờ nắng tay chân của bả mà hỏi thăm rối rít. Bả tỉnh được một cái là miệng bắt đầu nổ la phăng. Bả chỉ tay vô mặt ông Thập chửi rủa ôm sầm, rồi còn lớn tiếng đuổi ông ra khỏi phòng. Điền Đô dí theo, bởi tụi nó cũng tò mò muốn biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xin lỗi ông chú nghe, tại nãy con lo cho bà dì quá cho nên mới... Ông Thập khoát tay tỏ ý không có gì. Điền lại cà chớn hỏi tiếp: "Mà chắc tại bà dì cũng không biết ông chú cứu bà đâu, cho nên mới hung dữ vậy thôi. Tự nhiên bị quýnh quang à. Ông chú có giận bà gì không?" Ông Thập lắc đầu nói quen rồi. Ông còn kể cho nó nghe về mấy cái vụ hồi xưa đi tán gái, chưa sơ múi được cái gì hết mà cũng bị quánh y chang như vậy. Rồi ông thở dài nói rằng: "Ơi, đêm ngày tính chuyện bài binh, hỡi đâu còn sức lấy trình của nàng. Phận duyên ngang trái bẻ bàn, đột nhiên nàng chữa, cả làng đồn tao." Thằng Điền cười phá lên, bị nó cũng không ngờ là cái số của ông Thập lại đen như lọ nồi tới vậy. Đô thì đang bận suy nghĩ tới chuyện khác, nó bước lên đi ngang rồi hỏi ông Thập: "Ông chú à, rốt cuộc chuyện này là sao? Tụi bay không thấy được vấn đề hả? Chuyện này không phải là do con ma nữ đó, nó chỉ đóng vai trò thứ yếu thôi." "Ủa, không phải tại nó thì tại ai chứ?" "Tụi bay không thấy lạ sao? 4 người đều bị chết sau khi làm phẫu thuật, nhưng mà không có ai đủ chuyên môn để biết tình trạng của bệnh nhân nặng nhẹ ra sao, có cần thiết phải mổ hay không. Giống như bà chằng kia, tụi bay không thấy bây giờ bà khỏe như dồi rồi hả?" "Vậy là cái vấn đề nằm ở chỗ chết sau khi mổ, tức là..." Cả 2 thằng đều cùng đồng thanh nói ra một lực: "Là bác sĩ." "Ờ,
Đúng rồi đó. Chỉ có bác sĩ mới có đủ điều kiện để mà khiến được bệnh nhân và điều khiển luôn được cả người nhà của bệnh nhân. Vậy nên cái vấn đề nằm ở chỗ phải tìm cho ra ai là người trực tiếp thực hiện những ca mổ đó. Cái thằng hồi nãy đội đưa bà dì đi á, chết tiệt thiệt, con không có để ý cái bản tên của nó, biết kiếm đâu vậy? Không lẽ xong vô phòng mổ chắc bị quýnh bụm đầu á. Ừ, nhưng mà tại sao họ lại muốn giết người? Mục đích là gì vậy ông Dung? Ông Thập dẫn đi tới, hướng về phía dãy phòng bên trong khu cấp cứu, vẫn tự tốn nói. Chắc tụi bay cũng biết rồi. Trong cơ thể con người có lục phủ ngũ tạng. Ngũ tạng ở đây là tâm, tỳ, phế, can, thận. Theo y học cổ truyền thì ngũ tạng có sự liên kết mật thiết với ngũ hành. Bởi ngũ hành âm dương giống tương sinh tương khắc, chuyển hóa qua lại, là nguồn gốc của sự vận động vũ trụ và sự sống của con người. Thí dụ như trong sức khỏe hàng ngày, người ta chia ra ngũ vị để bồi bổ cho cơ thể. Vị chua thuộc mộc vào tạng can, vị cay thuộc kim vào tạng phế, vị mặn thuộc thủy vào tạng thận, vị ngọt thuộc thổ vào tạng tỳ, còn vị đắng thuộc quả vào tạng tâm. Năm vị với năm tạng tương ứng cho ngũ hành âm dương để tạo ra một sự sống. Là sao vậy ông chú? Liên quan gì tới vấn đề này đâu? Điền nghịch mặt ra, hai mắt tròn xoe mà hỏi. Nhưng thằng Đô thì có vẻ đã hiểu rồi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ tạng sao? Tức là có kẻ nào đó muốn giết người dựa theo ngũ hành. Là năm người mang năm căn mệnh, với năm cơ quan gồm tim, phổi, gan, thận với lá lách. Đúng rồi, mày thông minh hơn thằng kia chút đỉnh. Vậy ý ông chú là bốn người kia chết, rồi bao gồm thêm bà dì nữa, tất cả họ là nạn nhân của một sự sắp đặt để cho kẻ nào đó muốn tập hợp lại ngũ tạng trong ngũ hành. Đúng rồi, nhưng phải là năm người có sinh thần bát tự tương ứng với ngũ hành. Thí dụ như bà chàng già kia mệnh quả tương ứng với tạng tâm, và lần lượt bốn người kia cũng y chang như vậy. Hai thằng Điền Đô nghe xong lúc này đã hiểu. Thảo nào mà những người chết đều cùng có chung một đặc điểm là mắc các bệnh nội khoa. Điền thắc mắc, nhưng làm vậy để làm chi? Ai rảnh vậy? Tao đang nghi ngờ một chuyện, nhưng mà muốn chắc chắn thì phải đi coi thử. Đi đâu ông chú? Ông Thập hất hàm lên cánh cửa của một căn phòng khá rộng. Điền nhìn lại thì tụi nó thấy mình đang đứng trước văn phòng viện trưởng. Bởi có một tấm bảng nhỏ đang treo ghi rất rõ ràng. Thằng Điền hỏi khẽ, ủa sao lại tới đây? Con tưởng phải vô phòng cấp cứu chứ. Còn ma nữ nó đang ẩn náu ở đây, thì chắc chắn kẻ cầm đầu kia cũng có thể đang ở đây. Vậy tao tin là kẻ đó phải có một sự liên hệ nào đó với nó. Rồi tao cố tình thả nó đi, là muốn xem nó dẫn mình tới chỗ nào đó. Ông Thập vừa nói, lòng bàn tay vừa xòe ra để lộ một hình bát quái có phát ra ánh sáng vàng nhỏ xíu. Quần sáng đó ngay lập tức chiếu thẳng vào khe cửa. Điền Đô trố mắt nhìn. Lúc này thì tụi nó mới biết, quá ra ông Thập không phải dạng của bắp, mà ông chỉ đang dùng chiêu thả con tép bắt con tôm, cố tình dùng con ma nữ để tiện bề lần ra cái cầm đầu. Thằng Điền cúi đầu hối hận, nó nhìn ông Thập nói, sư phụ, con đã nhận ra thầy.
Đời tao chỉ có nhận em gái nuôi thôi nghe mày, chứ không có nhận đệ tử. Khỏi thừa. Ủa, nuôi đệ thạch hả ông chú? Con tưởng ông hết xíu quách rồi chứ. Mày coi thường tao quá. Nói cho mày biết nè, cách đây mấy bữa tao vừa mới để mất một đứa con đó. Ôi, tội nghiệp. Hả? Sao vậy ông chú? Nó bị bệnh hả? Hay là té ao lọt cống hả? Không, bữa đó tao đèo bà con sói. Thằng Điền nghe xong mặt mày méo xệch, biết là ông nội này lại cà chấn, nói thiên cơ nữa, cho nên thôi nó nín luôn. Thằng Đô thì không quan tâm, nó chỉ đứng nhìn vào hai cánh cửa đang lạnh lùng khép kín, rồi hỏi ông Thập. Giờ sao đem chú? Đạp cửa vô thôi, cửa này có khóa đâu. Thằng Đô nhìn kỹ lại thì rõ ràng là cửa không khóa thật, chỉ khép hờ thôi. Nhưng nó đâu có biết đó là do ông Thập đã dùng bát quái càn khôn tác động mở được ra trước rồi. Ông Thập vừa định bước vào trước nhưng đột nhiên không hiểu sao khựng lại. Ông xoay qua thằng Điền. Quên mất tiêu. Bây giờ mày chạy về coi chừng bà chằng nó đi. Tao nhìn trong bản thông tin không có ai bị bệnh tim mà mang mệnh quả nữa hết trơn á. Có mình ên bả thôi, không ai trong chừng coi nguy hiểm lắm đó. Để tao với thằng Đô giải quyết chuyện ở đây trước, xong rồi quay lại đó sau. Thằng Điền cụp mắt, tại vì đang hóng trăm ma, tự nhiên bị đuổi về ngang không. Nhưng nó cũng gật đầu, bởi dẫu sao thì sự an nguy của bà ba vẫn là trên hết. Ông Thập với thằng Đô lúc này mới nhanh chóng kéo cửa, lách mình vào bên trong căn phòng u tối. Một mùi hôi nồng nặc của thuốc sắt trùng bốc lên, làm cho Đô thoáng nhăn mặt, đoạn đưa tay bịt mũi. Ui, cái mùi gì thế ghê như vậy? Ông Thập ra hiệu im lặng, tiếp tục tiến thẳng vào bên trong. Căn phòng đang tỏa ra một luồng hơi lạnh buốt, chỉ thấy nhấp nháy có mỗi đốm sáng nhỏ màu xanh đang đu bám ở trên trần, làm cho Đô khẽ rùng mình. Ông chú ơi, sao đây lạnh quá? Không lẽ mình đang xuống âm ti hả? Máy lạnh đang mở thấp độ kìa. Bộ mày tưởng âm ti là cái chợ hay sao mà muốn xuống là xuống? Đô nhẹ thở phào. Nó lấy trong túi ra cái điện thoại, bật đèn để soi xuống lối đi. Căn phòng có rất ít đồ đạc, hầu như chỉ có bàn ghế làm việc với một chiếc tủ nhỏ đựng hồ sơ. Ở bên cạnh để cái bình nước nóng lạnh, một chậu hoa trang trí, cùng với 4-5 chiếc ghế xếp đang nằm hàng dọc sát vách tường. Ủa, trong đây có mẹ gì đâu chú? Ông Thập không trả lời mà đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Ông xòe lòng bàn tay, chủ ý để cho ánh sáng của bát quái đồ quét qua một vòng, hòng truy tìm dấu vết. Đoạn nó dừng lại trên tường, nơi có treo một bức tranh lớn ở phía sau bàn làm việc. Ông Thập nắm tay lại, đôi mắt khẽ nheo nhìn lên trên đó. Là bức tranh đồng hồ nổi tiếng với một đàn heo, một mẹ năm con. Ông Thập chỉ mới nhìn 3 giây thôi thì đã phát hiện ra vấn đề. Bởi đàn heo con ở trên bức tranh chỉ còn lại có 4. Ông lại đảo mắt nhìn thêm mấy vòng nữa, rồi bất chợt dừng lại ở bên cạnh chiếc tủ hồ sơ. Cũng không biết sao mà ông lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong bóng tối như vậy. Ông chợt nhận ra con heo con còn lại đang được vẽ trên cái chậu hoa nhỏ đặt ở dưới nền. Nhận ra sự liên kết này, ông Thập vội bước tới, xoay mạnh cái chậu hoa. Đột nhiên vách tường rung chuyển, nó nghiêng theo chiều thẳng đứng, rồi tách ra để lộ một lối đi. Ngó vào bên trong thấy đen thui, thằng Đô lo lắng hỏi. Ông chú, đường vô địa ngục phải không? Ông Thập quay qua cú đầu nó. Cái thằng ngáo này, sao mày cứ chấp niệm địa ngục với âm ti hoài vậy mày? Muốn điền chiến cho biết không? Bữa nào rảnh tao chắc đi. Ở dưới có mấy em âm binh chân dài,
toàn hàng tiếng không à. Thằng Đô nghe xong biết là bị khịa, cho nên thôi không hỏi nữa, nhưng vẫn lắp bắp: Chứ cái gì ở trong vậy? Muốn biết không? Đương nhiên là muốn rồi. Vậy đi vô đi biết liền hả? Dứt lời, ông Thập đã tiến lên bước thẳng vào bên trong. Thằng Đô mặc dù có sợ nhưng cũng chạy theo. Nó mở đèn flash sáng choang, soi khắp nơi để đề phòng. Đô cẩn thận dò dẫm từng bước đi theo phía sau lưng ông Thập. Rồi đang đi ngon lành, đột nhiên ông dừng lại, làm cho Đô cũng bị nhủi đầu về phía trước. Gì vậy ông chú? Có thắng bất tử cũng phải cho hay chứ trời. Ông Thập hất hàm qua bên phải. Thằng Đô hiểu ý, vội soi đèn theo. Nó nhìn thấy một cái tủ lạnh nhỏ dạng mini đang nằm im lìm ở trong góc. Giống bản tính tò mò nhưng lại cảm thấy hơi rén, nên Đô mới nhìn qua ông Thập. Ông nhếch miệng lắc đầu, rồi thở dài một hơi, đoạn ung dung bước tới, đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh tỉnh bơ. Thằng Đô vội vàng đi theo. Nó đưa mắt nhìn vào bên trong thì thoáng nhíu mày, bởi nhận ra có một mớ đồ lòng đang nằm ngổn ngang trong cái ngăn đá tủ lạnh. Quá ra trong này là kho chứa đựng thực phẩm à? Vậy mà cũng làm cho bí mật nữa. Ủa sao mần heo sao không thấy thịt, toàn đồ lòng không gì trời. Ông Thập lắc đầu, nói giọng tự nhiên: Đồ lòng người đó, heo đâu mà heo. Hả? Lòng người là nội tạng của người á hả? Thằng Đô giật mình, nó phóng cái dèo ra núp sau lưng ông Thập. Phổi, gan, thận, lá lách, chắc chắn là của bốn người kia rồi đó. Sao ông chú biết? Tao mà không biết sao làm sư đệ ông ngoại mày. Nhưng mà sao mấy cái thứ đó lại ở đây? Ai làm chuyện này? Là kẻ đã thực hiện những ca mổ, hay nói chính xác hơn là một người làm bác sĩ chuyên về phẫu thuật. Chỉ có như vậy mới thuận lợi lấy đi nội tạng của bệnh nhân mà không ai hay biết. Vì mổ xong sẽ có vết khâu lại mà. Người không có chuyên môn thì chỉ nghĩ là họ chết do sức khỏe xấu, chứ làm sao biết họ chết vì bị mất đi nội tạng chứ. Thằng Đô khẽ rùng mình. Nó dần hiểu ra về những cái chết đột ngột của bốn người kia. Cũng may là có ông Thập, chứ nếu không thì bà ba chắc cũng đã nhận luôn giấy báo tử rồi. Lại trời còn thương xót. Còn chưa hết bàng hoàng thì ông Thập lại hất hàm qua phía bên trái. Thằng Đô tay cầm điện thoại khẽ rung lên, nhưng vẫn chậm rãi soi qua. Nó lại giật mình khi nhìn thấy một cái hòm bằng thủy tinh đang được đặt trên một chiếc giường cao. Nằm bên trong đó là một người con gái với bộ đồ ngủ trắng phủ dài xuống tới gót chân. Khuôn mặt xanh xao, không còn nhìn thấy rõ đường nét. Cái gì vậy? Người sống hay là xác chết gì? Ông Thập nhanh chóng bước tới. Ông nhìn vào cái hòm lơm lơm nhưng không vội nói gì. Đồ cũng lấy hết can đảm đi theo. Nó soi đèn vào bên trong thì thẳng thốt nhận ra đây chính là con ma nữ. Trời ơi, sao lại là nó? Là nó, tao đoán không sai mà. Nhưng ổng lại không nhìn vô xác chết mà lại nhìn lên trên nắp hòm ở chính giữa. Thằng Đô thấy vậy cũng ngước mắt nhìn theo. Nó thấy có một cái chậu cây nhỏ được đựng ở trong lồng kính. Trong chậu là một cái cây héo rũ, thân cành mảnh khảnh, lá cuốn lại dài ngoằng xếp dọc theo thân, gốc thì phình to ra, mang dạng hình tròn màu trắng nhạt. Đó là cái cây gì vậy ông chú? Giống củ hành. Mà ai lại trồng củ hành trong này? Không lẽ đi xào đồ lòng hả? Đây là bạch đại ngải, là một loại cây đã bị thất truyền trong giới ngải linh hơn mấy trăm năm rồi. Nó có từ thời đế thiên đế thích,
quy lực cao ngút trời. Nếu như ai đó biết cách tu luyện, nơi nó mọc không một loại thú hoang nào dám sinh sống ở gần hết. Dân gian truyền tụng đó, Bạch Đại Ngải còn có khả năng cải tử hoàn sinh. Bạch Đại Ngải lợi hại vậy sao? Nhưng mà ông chú nói nó bị thất truyền rồi mà, sao nó lại ở đây? Ông Thập liếc mắt nhìn qua cái tủ lạnh rồi trầm giọng nói: Bạch Đại Ngải thật ra không phải bị thất truyền, mà là hơn 300 năm trước nó đã bị rút hết linh khí khi có một đoàn quân vô tình làm đứt long mạch nơi nó sinh ra. Bạch Đại Ngải vốn tánh linh, cho nên khi bị đứt rễ thì biến thành héo úa như vậy, chứ không có chết được. Muốn hồi sinh nó thì phải gom đủ ngũ tạng của năm căn mệnh tương ứng với ngũ hành, đem hết tất cả chôn xuống dưới gốc, đợi tới ngày chí âm là ngày vạn vật của linh căn chuẩn bị chuyển mình, nó sẽ sống lại để phục vụ mục đích cho kẻ nào đó muốn hồi sinh nó. Thằng Đô nghe xong thì đờ người ra, bởi nó không nghĩ rằng ở trong cái thế giới hiện đại bây giờ lại có thể tồn tại được những thứ huyền dị tưởng chừng như không có thật đó. Bóng đèn trong căn phòng buộc sáng, một giọng nói trầm đục cất lên: Giỏi lắm. Như vậy mà ông cũng biết. Coi ra ông cũng không phải dạng tầm thường rồi. Ông Thập với thằng Đô cùng nhau quay lại. Đứng trước mặt họ là một người đàn ông trung tuổi, mặc áo blue trắng, đôi mắt sâu như đáy vực, còn ánh lên một luồng sát khí đến lạnh người. Ông Thập vẫn rất bình tĩnh, khẽ nhếch mép nhìn người đàn ông mà trầm giọng: Rất tiếc, mưu đồ của chú em không thành rồi. Chó má nè, chính là mày đã phá hoại hết kế hoạch của tao. Tao phải tế sống tụi mày. Thằng Đô lúc này cũng ý thức được, nó nhận ra ông ta chính là bác sĩ Cao, đồng thời cũng là giám đốc cái bệnh viện nhỏ xíu này. Nó biết đây mới là trùm cuối, đã nhân danh bác sĩ sai khiến hoặc thông đồng với gã thanh niên kia để thực hiện những ca phẫu thuật giết người vô đạo đức. Ông im miệng đi, ông là đồ độc ác, ông không xứng đáng đi mặc trên người chiếc áo cao quý đó đâu. Ông Cao bất ngờ móc trong túi áo ra một cây súng lục, chĩa thẳng vào mặt Đô. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên: Thằng nhãi con, mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Đoạn ông ta di chuyển họng súng dời qua ông Thập, sau đó trợn ngược mắt rồi rít qua kẻ răng, nói một câu bằng âm điệu chất chứa đầy nỗi căm hận: Tao đã chờ đợi 3 năm để có thể lấy được Bạch Ngải. Máu tao đã đổ, tiền bạc tiêu tán, sự nghiệp không còn. Cho tới khi tao sắp sửa đạt được mục đích thì mày lại xuất hiện phá nát hết mọi thứ. Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao? Ông ta hét lên, trong mắt nở to như sắp nổ tung ra vì căm phẫn. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được từ thái độ của ông ta, ngoài sự tức giận ra, còn là một cái dáng vẻ gì đó đau thương, bất lực đến tận cùng. Con người ai cũng có mệnh số hết, không thể nào tự ý xoay chuyển càn khôn, làm chuyện nghịch thiên, dù chỉ bất cứ lý do gì. Ông đoạt 4 mạng người vô tội để muốn hồi sinh một người khác, như vậy là quá sai. Tội nghiệp chất cao như núi, thì thử hỏi cái điều ông làm nó có còn ý nghĩa gì nữa hay không?
Ông Cao bất giác trừng mắt lên nhìn ông Thập, vì có lẽ ông Thập đã nói đúng về mục đích mà ông ta muốn hồi sinh Bạch Đại Ngải. Cho nên mới cầm chắc lấy khẩu súng, từ từ đặt ngón tay vào trồng, rồi dứt khoát bóp cò. Một tiếng bụp vang lên, vì súng có thiết kế giảm âm. Ông Thập lăn đùng ra nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt. Thằng Đô thất kinh vội vàng chạy tới đỡ lấy ông Thập, giọng nó rung lên. Ông chú, ông sao rồi? Trời ơi, pháp sư gì mà cũng bóp chứ vậy? Ông chú ơi! Ông Thập khẽ nhướng mắt, thều thào nói. Ông nội mày, pháp sư bắt mà chứ có phải FBI đâu mà không sợ súng. Đô lại la quảng, nó nói như miếu. Ông chú ráng lên đi, đừng có chết, để con đi kêu ông ngoại. Thôi khỏi, đợi ông tới chắc tao thăng thiên rồi. Nè, vài bữa đám ma tao, nhớ lấy cái vòng hoa ở trên hòm quăng xuống, coi ai là người may mắn chết tiếp theo ha, vậy nó mới vui. Thằng Đô đang lúc căng thẳng, nghe xong cũng phải cạn lời vì cái tật cù nhây của ông Thập. Gần chết tới nơi rồi mà còn mắc tấu hề, chơi trò quăng hoa cưới nữa. Lúc này bác sĩ Cao mới khẽ cười gằn. Ông ta lia họng súng nhắm vào thằng Đô, trầm giọng nói. Tới lượt mày rồi ranh con. Mày cũng phải chết vì đã biết quá nhiều. Thằng Đô cũng đoán trước được ổng sẽ nói cái câu huyền thoại này rồi. Nó nghiến răng dõng dạc mà trả lời. Ông đúng là sự thất bại của tạo hóa đó. Lẽ ra hồi đó ông nên nhường đường cho con nồng nọc khác thụ thai đi, thì bây giờ xã hội đã bớt đi một u nhọt. Ngành y không mang tiếng xấu bởi có một bác sĩ bất đạo đức như ông. Ông Cao khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay đặt lên vào cò súng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Đô toan hạ thủ. Thì bất ngờ một thân ảnh trắng toát hiện ra, đứng chắn trước mặt thằng Đô. Chính là cô ma nữ. Cô ta đang xoay người hướng nhìn ông Cao. Cha, dừng tay lại đi, đừng hại người vô tội nữa. Cha dùng mạng người khác để muốn hồi sinh con, đó là chuyện sai quấy. Con không muốn thấy cha đi vào con đường tội lỗi. Con chết là hết rồi, số phận con đã vậy, con bằng lòng mà. Cha được vì con mà gây thêm oan nghiệt nữa. Mai à, cha xin lỗi. Là tại cha, là cha đã hại con chết. Mai ơi, cha sai rồi. Cha đợi cha sống chỉ để cứu người, nhưng cuối cùng không thể cứu được con gái mình. Là lỗi của cha. Cha vô dụng thiệt mà. Ma nữ bay nước lại gần ông Cao. Cô ta chậm rãi đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cha mình, như muốn lau đi hai dòng lệ nóng hổi đang trực tràn ra. Cha đã làm tốt lắm rồi, con không có giận cha đâu. Chỉ xin cha dừng tay đừng hại người vô tội nữa. Con hết phước làm người, thì con xin đi theo chân Phật để tu tập, dùng cả đời để hướng nguyện nhân sinh cho tới khi thoát kiếp. Cha cũng hứa với con như vậy đi, có được không cha? Ông Cao nghe xong những lời của con gái mình thì dần dần tỉnh trí. Ông ta quỳ tập xuống, nước mắt lưng tròng, cất giọng đầy đau khổ. Cha biết rồi, cha hứa với con, hãy tha lỗi cho cha, cha sẽ đi đầu thú. Mai mỉm cười, cô nhìn ông Cao từ từ đứng dậy rời đi mà không hề mảy may níu kéo. Có lẽ cô biết chỉ có như vậy mới mong rửa sạch hết tội nghiệp của cha mình. Mặc dù con đường lao lý đối với một người lớn tuổi như ông
cũng chính là con đường cùng rồi. Bởi đâu còn khả năng hay thời gian để đợi chờ mãn hạn. Thằng Đô đột nhiên hét lên. Nè, rồi ông chú của tôi sao đây? Cứu ông trước đi rồi mới đi chứ. Ông Thập lúc này mới bất ngờ đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói tỉnh bơ. Tao có chết đâu mà cứu. Cái thằng ngáo ngơ này vẫn chờ chút thôi. Đô giật mình quay lại. Nó vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy ông Thập, nhảy cả tưng lên, mặc kệ luôn cái vấn đề là ông đã cố tình giả chết để cù nhầy với nó. Mai nhẹ nhàng lướt lên bằng một thân ảnh ủy khuất, mong manh tựa như làn sương khói mơ hồ. Cô nhìn cả hai ông cháu mà nói. Cảm ơn hai người đã giúp cha con tĩnh tâm mà biết tìm về con đường chánh đạo. Ừ, bây giờ thì con có thể nói cho ta biết lý do tại sao con lại tiếp cận những người đã chết kia hay không? Ta tha cho con không muốn thu phục là bởi ta biết con vốn không mang tâm hại người. Con nói đi. Mai khẽ cúi đầu. Hơn 3 năm trước, Mai vô tình gặp tai nạn chấn thương sọ não vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc được đưa vô bệnh viện để cấp cứu thì ông Cao cha cô đang bận tiếp nhận một ca mổ khác. Ông không hề biết con gái mình đang trong cơn thập tử nhất sinh. Vì ở đây chỉ là bệnh viện nhỏ cho nên số lượng bác sĩ giỏi vốn không nhiều. Năm xưa ông Cao vì thương cảm dân nghèo mới lặn lội tìm xuống dưới chỗ này, dùng tài đức của mình đem đi cống hiến mà không hề tham danh lợi. Nhưng thật trớ trêu, cả cuộc đời ông đã cứu sống không biết bao nhiêu người nhưng lại không cứu được con gái mình. Ông vô cùng đau đớn khi biết tin, rồi quỳ phục xuống trước thi thể của Mai mà tự thề với lòng rằng dù bất cứ giá nào ông cũng phải tìm ra cách để làm cho cô sống lại. Ông Cao dùng kiến thức của mình để bảo quản được tốt xác của Mai, đêm ngày gìn giữ với ý định hồi sinh cô vẫn luôn nhen nhóm trong đầu. Cho tới một ngày vô tình có cơ duyên tìm được Bạch Ngải thì ngọn lửa đó lại càng bùng lên dữ dội. Ông bất chấp từ bỏ y đức của một người bác sĩ để có thể đem Mai từ cõi chết trở về. Mai không đành lòng nhìn thấy cha mình đi vào con đường tội lỗi, cho nên khi được ông Cao đem xác lại vào trong bệnh viện để chờ ngày hoàn sinh, cô đã cố tình tiếp cận những người mang căn mệnh ngũ hành để thông báo cho họ biết mà tuyệt đối không được vào phòng mổ. Nhưng đó chỉ là sự cố gắng của Mai, chứ đâu có ai nghe cô nói, bởi vì họ không thể nhìn thấy cô. Thế là từng người lần lượt ra đi trong sự bất lực của Mai. Cô chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì khác hơn ngoài cảm giác đau lòng. Thật ra thì người mang căn mệnh ngũ hành không thiếu, nhưng ông Cao chọn con đường an toàn. Ông nhắm vào những bệnh nhân có bệnh nền sẵn, sai một bác sĩ trẻ cũng là thân tín của ông tiêm cho họ một mũi thuốc gây đau đớn để tiện bề đưa đi phẫu thuật. Như vậy ông sẽ không bị nghi ngờ khi mà cứ hễ mỗi lần mổ xong là bệnh nhân lại chết. Vì nếu không làm như thế thì không có lẽ ông lại đi bắt người sống về để mổ lấy nội tạng hay sao? Chuyện đó giống bất khả thi mà lại càng vô cùng nguy hiểm về con đường pháp luật. Khoan, vậy sao cô không khuyên ông ấy từ đầu đi? Đợi bây giờ mới hiện ra nói chứ. Cô có biết chính cô đã gián tiếp hại chết 4 mạng người không? Tôi có cản chứ. Nhưng cha tôi nói 4 người đó vốn dĩ bệnh rất nặng, cho dù có chữa trị cũng không thể sống được quá 5 năm. Một người thì bị tai nạn không qua khỏi, với lại tôi cũng không đủ sức làm gì để ngăn cản cha được. Cho nên... Thì ra là vậy. Kể ra ông cũng còn chút lương tâm nghề nghiệp đó chứ. Đúng là đời thật là cõi tạm. Chỉ có ta là trâu bò, sống hoài hết mấy trăm năm
mà vẫn chưa thấy được mặt tử thần. Dạ, ai sống mấy trăm năm? Tao nói phong lòng vậy mà. Thôi mọi chuyện kết thúc rồi. Mày coi về coi ông già với bà chằng nó đi. Tao đi có chút việc, xong tao trở vô. Còn Mai à, con hãy cứ yên tâm theo con đường tu nghiệp. Đợi tới ngày siêu thoát thì sẽ không còn cảm thấy cắn rứt nữa. Về phần cha con, hãy để cho ông ấy tự suy ngẫm lại tội lỗi của mình, hoặc có thể sửa sai tùy vào căn quả. Đô quay trở về căn phòng bệnh của bà ba. Nó nhớ tới lời Mai nói, rằng dù cho bà có chữa trị như thế nào cũng không sống quá được 5 năm. Tự nhiên nó thấy cảm thương bà vô hạn. Nhưng Đô không nói, chỉ ôm nhẹ lấy cánh tay của bà mà hỏi han. Bởi nó biết phàm là con người, đâu ai tránh được quy luật sinh lão bệnh tử ở đời. Điền đứng kế bên vội huýt cùi chỏ vô người Đô, ý hỏi chuyện sao rồi. Đô gật đầu. Đoạn hai thằng mới kéo nhau ra ngoài hành lang ngồi tâm sự. Cùng lúc đó ở trong thị trấn, ông Cao chỉ còn cách vài bước nữa thôi là đã tới trước cửa cơ quan công an. Nhưng ông Thập lại bất ngờ xuất hiện. Ông nhìn ông Cao mỉm cười. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nhân quả mà, có căn luật vận hành. Theo căn luật, tới số thì phải chết, đó là chuyện tất nhiên, không gì thay đổi được. Còn ông trước kia đã gieo nhân tốt thì ắt vẫn có thể nhận lại được quả lành. Thôi thì cứ quay về, đem tài đức của mình mà đóng góp cứu sống những người cần được sống đi. Chuyện của ông tôi coi như không biết. Đem cháu nó về chôn cất cho tử tế, để nó được an lòng mà sớm ra đi siêu thoát. Ông Cao sau giây phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông Thập vẫn còn sống. Rồi đoạn ông im lặng không nói được gì. Có lẽ là đang vô cùng xúc động. Giống bản ngã, ông không phải là người xấu, chỉ là chấp niệm quá lớn, tự bản thân dằn vặt nên vô tình bước vào con đường đầy tội lỗi đó mà thôi. Ông Thập không cần đợi cho ông Cao trả lời mà chỉ nhếch miệng mỉm cười, đoạn quay lưng đi, mất hút trên con đường tối tăm trong cái thị trấn nhỏ vẫn còn tấp nập người qua lại. Thì ra là vậy. Hèn chi ông chú mới không bắt con ma nữ đó. Ê, tính ra ông cũng hay chứ mày. Tưởng của bắp, ai dè bắp của hột á. Ông là sư đệ của ông ngoại đó, mày nghĩ sao mà cô bắp? Với lại cô Mai cũng đâu có ý xấu, tại hôm bữa bị tụi mình dí quá cho nên mới tự vệ vậy thôi. Điền gãi đầu cười khì, định trả lời Đô thì bỗng có một thằng thanh niên đang ngồi xe lăn từ bên giải chấn thương chỉnh hình lăn qua. Đầu cổ tay chân nó băng bột cứng ngắc, chỉ lú ra hai con mắt khẽ chớp chớp nhìn hai thằng hỏi. Nè nè, hai cậu mà ngân cho hỏi, phòng vệ sinh vết thương ở đâu vậy? Thằng Đô nhíu mày, nó hỏi ngược lại. Ủa, vệ sinh vết thương thì y tá với bác sĩ làm tại chỗ cho anh mà, sao lại đi hỏi? Người nhà anh đâu? Người nhà tôi không có hay, bị té xe cái người ta đưa vô đây giùm, chứ đâu có biết gì đâu. Mà chỗ vết thương tự nhiên đau quá trời, không thấy bác sĩ vô khám, nên thôi tôi đi kiếm cho lẹ. Đô còn chưa kịp lên tiếng thì vong hồn của Mai đột ngột xuất hiện. Cô nhìn người thanh niên rồi lắc đầu nói. Nữa, không có bằng lái mà cứ khoái chạy cho cố, kiểu này là tông người ta nữa này là chứ đâu. Điền và Đô đều nhìn thấy Mai, tụi nó thoáng ngơ ngác không hiểu cô nói gì. Ủa, chị biết người này hả? Biết chứ sao không,
Nó là người hồi đó tông chị chết đó. Mà tông xong cái nó chạy luôn à. Giờ bị nghiệp quật rồi đó. Thằng Điền lại nổi máu anh hùng. Nó bắt đầu giả bộ nghiêm túc nhìn thằng thanh niên kia. Giọng điệu vừa bí hiểm vừa nhát gừng, như kiểu mấy cha thầy bối ưa tỏ ra như mình là thầy cao tay ấn. À, 3 năm trước, có phải mày đã đụng chết một người con gái phải không? Thằng thanh niên kia giật bắn mình. Ôi da, sao biết? Tao nhìn thấy cổ đang đi theo sau lưng mày đó. Quán khí cao lắm. Ơi, một mạng có khi đổi một mạng. Trời cứu rồi. Thằng thanh niên mặt mày đang quấn băng khích rịch, nhưng nét sợ hãi vẫn toát ra trong đôi mắt. Thầy ơi, cứu con. Con không cố ý đâu. Tại lúc đó còn đang tranh con chó qua đường, cho nên mới thắng không kịp. Về đâu cổ tự ở bên hông tạc đầu. Thầy cứu con thầy ơi. Được rồi, vậy thì chỉ còn cách là từ đây trở về sau mày đừng có lái xe nữa. Chứ gây tai nạn xong bỏ chạy như vậy là người ta quán hận lắm. Trước sau gì cũng bắt mày đi theo y chang vậy hả? Nhưng mà bà má ở nhà mới mua cho 2 chiếc xe, không chạy không lẽ bán đi hả thầy? Ờ, xe biển số gì? Để tao coi có ổn không? Dạ, một chiếc là 32758. Thằng Điền đưa tay ra hiệu cho nó dừng lại. Đoạn trầm ngâm nói. 32758 ha. Để coi. 3 năm thoát chết 2 lần. Sống sau muôn phần sinh đen. 58 hoạn nạn bon chen. Tử vi sôi xét, tiếng kèn đám tăng. Ý thôi không được rồi. Ở đâu mày đọc cái biển số xe kia coi. Dạ, 13008. 13008 hả? Ai chà. Một cái chum đồng, 3 nén hương. Không còn gì nữa để dấn dương. Ra đi thanh thản, không miễn cưỡng. 8 năm bốc mộ còn bộ xương. Ui, lại không ổn nữa rồi. Ôi trời, thôi tùy mày. Thằng thanh niên gật đầu lia lịa. Nó giái lại thằng Điền như giái tầng thánh, rồi nói. Dạ thầy, con không dám chạy xe nữa. Con thề cả đời sau con đi bộ. Con đi bộ thầy ơi. Mai với thằng Đô cũng cố gắng nhịn cười, để không thôi nó lại phát hiện ra thằng Điền là thầy giỡn. Ông Thập lúc này đang đứng ở trong phòng ông cũ nhìn ra. Trên tay là một cái cây đã héo rũ. Trầm giọng nói. Chỉ có hắn mới thừa khả năng đi vào vùng đất chết mà săn lùng bạch ngải. Có lẽ ngày mà chúng ta đối mặt với hắn không còn xa nữa đâu sư huynh à. Ông cửu vẫn nét mặt bình thản, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ồ, cái gì cần tới nó cũng nên tới. Quan quan tường bảo có lẽ cũng nên kết thúc rồi. Ở bên ngoài, bầu trời đang yên ắng thì đột nhiên có một tiếng sấm nổi lên, báo hiệu một cơn mưa trái mùa kỳ lạ. Mặc dù trạng sáng ngày mai, tiết trời đã vào đông chí. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ tư của series Nghề viết truyện ma của tác giả Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.